Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 90. Tần Vũ cười híp mắt nói với Vương Quốc Xương, đúng rồi, ban nãy thấy anh kích động như vậy, có chuyện quên nói với anh, bây giờ ngoại trừ phụ tá của anh ra, anh không còn huy động được bất kỳ nữa rồi. Toàn bộ đại viện đều đã được cấm vệ quân tiếp quản, vui không? Nghe vậy, Vương Quốc Xương hoàn toàn chết lặng. Điều này không đúng, mới một phút trước, phụ tá của hắn còn báo cáo tình hình cho hắn. Sao có thể trong nháy mắt toàn bộ đại viện đã bị người cấm vệ quân tiếp quản? Cái này, anh Tần, ý của anh là gì? Sao văn phòng làm việc Hắc Băng Đài chúng tôi lại bị cấm vệ quân tiếp quản? Chuyện này không đúng quy tắc. Mồ hôi lạnh trên mặt Vương Quốc Xương chảy ròng ròng. Quy tắc, tôi nhớ anh từng nói, có năm đại danh Sơn ở đây, anh chính là quy tắc mà, năm đại danh Sơn không phải chính là Vương Pháp sao? Đây đều là những lời anh nói. Bằng không thì gọi cho ông chủ của anh xin chỉ thị đi. Tần Vũ lạnh lùng nói. Ồ, Vương Quốc Xương nhất thời như nghẹn lại ở cổ họng, ậm ừ một hồi mới ngượng ngùng cười nói, anh Tần, anh nói gì vậy, chúng ta không phải đều dốc sức vì Hoa Quốc, vì thiên tử sao? Nói rồi, Vương Quốc Xương còn cố ý chỉ vào bộ quân phục trên người. Lúc này, hắn không còn cách nào khác ngoài việc giả vờ bình tĩnh. Xem xong đoạn video không lâu trước. Năm đại danh Sơn làm sao còn có thể quan tâm hắn? Hơn nữa, ngay cả thuộc hạ của hắn cũng bị cấm vệ quân khống chế rồi, không còn khả năng chạy trốn nữa. Ồ, anh dốc sức vì thiên tử, vì Hoa Quốc sao? Trước đây sao tôi lại không biết? Hay là anh giấu kỹ quá, diễn giả làm thật? Tần Vũ nheo mắt lại, mỉa mai nói. Anh Tần, anh nghe tôi nói, thật ra trái tim tôi luôn hướng về Hoa Quốc, hướng về thiên tử. Năm đại danh Sơn là cái thá gì chứ? Giọng điệu của Vương Quốc Xương vô cùng kích động. Vậy sao? Tần Vũ đưa tay ra, phụ tá bên cạnh Vương Quốc Xương vội vàng xoay người, mở tủ lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Tần Vũ. Được rồi, vậy để tôi đọc xem. Khi chém chết Tiêu Chính Văn, lệnh cho nhóm đầu tiên lập tức khống chế thiên tử các, nhóm thứ hai tấn công ba các lão long các. Nhóm thứ ba để bắt Liễu Thanh và Từ Kiêu Long. Nhóm thứ tư phối hợp với tôi để bắt thiên tử. Sau khi đọc xong, Tần Vũ cầm bản báo cáo hành động trong tay, cười lạnh lùng nói, anh trung thành với Hoa Quốc, với thiên tử như vậy sao? Không đợi Vương Quốc Xương biện mình, Tiêu Chính Văn đã tiến lên một bước bóp chặt cổ Vương Quốc Xương, lạnh lùng nói, loạn thần tặc tử, anh hẳn là biết kết cục cẩu việc phản quốc. Không, Tiêu Chính Văn, anh không thể giết tôi, việc này là do Tần Vũ ngụy tạo. Tôi chưa từng ký vào mệnh lệnh nào như vậy. Vương Quốc Xương dù bị Tiêu Chính Văn bóp cổ nhưng vẫn vùng vẫy hét lớn lên. Ngụy tạo, chẳng lẽ chữ ký trên này là do tôi ký sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chỉ vào chữ ký trên văn kiện. Bên trên rõ ràng đề tên của Vương Quốc Xương. Không, Tiêu Chính Văn, anh là vua Bắc Lương thì sao? Tôi là tổng tư lệnh của Hắc Băng Đài, ngoại trừ thiên tử ra không ai có thể giết tôi. Vương Quốc Xương hét đến khàn cả giọng. Bốp, Tiêu Chính Văn giáng một bạt tai vào mặt hắn, lạnh lùng nói, chuyện đã tới mức này, anh còn dám nhắc tới thiên tử. Anh cài tai mắt vào cấm vệ quân, bí mật theo dõi thiên tử, anh muốn làm gì? Nếu như không có Long Thất mấy lần cứu giá, có phải thiên tử sớm đã bị anh hạ độc chết rồi không? Anh cho rằng những việc bẩn thỉu mà anh đã làm thật sự chỉ có trời biết đất biết hay sao? Nếu muốn người không biết thì đừng có làm. Tiêu Chính Văn càng nói, giọng điệu càng lạnh lùng. Trong những năm qua, Vương Quốc Xương quả thật là tìm đủ mọi cách để sát hại thiên tử. Chỉ tiếc là Long Ngũ và Long Thất đã làm hỏng việc tốt của hắn mấy lần. Vương Quốc Xương nhất thời không còn gì để nói, nhưng dù sao hắn vẫn là một trong những tổng tư lệnh của Hắc Băng Đài. Ngay khi Vương Quốc Xương định tiếp tục mở lời, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng nói, bây giờ bản soái chính thức thông báo cho anh biết, anh đã bị giáng chức thành dân thường. Nói đến đây, Tiêu Chính Văn liếc nhìn chiếc điện thoại mà Vương Quốc Xương để trên bàn. Đoạn tin nhắn bên trên vừa mở ra còn chưa đọc, Tiêu Chính Văn có thể nhìn rõ ràng nội dung. Ban nãy, Vương Quốc Xương đã gửi tín hiệu cầu cứu đến một người bí ẩn, mà người bên kia trả lời hắn là cứ yên tâm chớ nóng vội. Xem ra anh đang chờ người đến cứu. Tiêu Chính Văn cười nhẹ. Nghe vậy, Vương Quốc Xương cười gằn, nhìn đám người Tiêu Chính Văn nói, không sai. Quả thật sẽ có người tới cứu tôi, mà người này là người mà các anh không thể đắc tội. Giết hai cao thủ bán bộ nhân vương thì anh lợi hại lắm sao?
Không, để tôi nói cho anh biết, bây giờ trong Hoa Quốc của chúng ta đã có cường giả cảnh giới nhân vương rồi, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn thả tôi ra. Bằng không, cả thiên hạ đều biết Tiêu Chính Văn anh sợ rồi. Đến lúc đó, anh không chỉ phải thả tôi ra, mà toàn bộ giới chính trị Hoa Quốc còn mất hết mặt mũi. Vương quốc xương tôi ngông cuồng thì sao? Không sai, là tôi tìm cách hãm hại thiên tử, là tôi muốn bỏ thuốc độc giết chết thiên tử, là tôi sắp xếp tai mắt bên cạnh thiên tử. Anh có thể làm gì tôi? Vương quốc xương gầm lên với Tiêu Chính Văn như một kẻ điên. Quả nhiên, ngay lập tức, một bóng người mặc áo choàng đạo sĩ màu trắng phản chiếu trên không trung. Người này đạp chân trên những ngọn núi xanh, sau lưng là màn sương mờ ảo, nhìn qua lúc ẩn lúc hiện. Trên thực tế, đây cũng chỉ là một bóng người mà thôi. Nhưng có thể lợi dụng nguyên lý khúc xạ của không khí để chiếu bóng của mình đi xa vạn dặm, như vậy đủ để thấy cảnh giới của người này cao đến mức nào. Tiêu Chính Văn, cậu ta là người phát ngôn do năm đại danh sơn chọn ra, không ai có thể làm hại cậu ta. Nếu không nghe lời, tôi nhất định sẽ lấy đầu của cậu. Hình ảnh phản chiếu trên không trung vô cùng ngạo nghễ, nói với Tiêu Chính Văn bằng một giọng điệu chắc nịch. Vào lúc này, toàn bộ Hoa Quốc đều bị chấn động bởi hình ảnh phản chiếu trên bầu trời. Đó là bản lĩnh chỉ có cường giả cảnh giới nhân vương mới có. Lẽ nào Hoa Quốc vẫn luôn có một cường giả cảnh giới nhân vương sao? Cùng lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý sang Tiêu Chính Văn. Đối mặt với cường giả cảnh giới nhân vương, Tiêu Chính Văn có sợ hãi không? Người đó là Âu Dương Nghi, kiếm tiên Thiên Sơn sao? Đại trưởng lão Võ Tông vừa nhìn đã nhận ra ngay hình ảnh phản chiếu trên không trung, đồng thời trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Cái tên kiếm tiên Thiên Sơn không phải là hư danh. Năm đó cụ ta có uy phong khắp nơi như thế nào? Một mình cụ ta đấu với 15 bán bộ nhân vương của Vi Hào, mặc dù cuối cùng thất bại chạy thoát vào vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng muốn chạy thoát được dưới tay 15 cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đã không dễ dàng gì rồi. Lúc này trưởng lão Võ Tông bước đến khẽ khàng kéo góc áo Tiêu Chính Văn. Chọc tức kiếm tiên Thiên Sơn chỉ vì đám người vương quốc xương quả thật không đáng. Đúng lúc này một người mặc áo dài màu đen khác cũng xuất hiện trong không trung. Lý Chính Đạo. Đại trưởng lão ngây người, hai cường giả cảnh giới nhân vương xuất hiện cùng lúc. Lẽ nào họ định cùng nhau liên thủ đánh Tiêu Chính Văn sao? Hai vị, tôi nghĩ mọi người đều là đồng bào, hà tất gì phải đánh giết lẫn nhau? Tôi sẽ làm người hòa giải trong chuyện này, tại sao mọi người không bắt tay với nhau nhỉ? Lý Chính Đạo bình tĩnh nói. Lý Chính Đạo vừa dứt lời, năm đại danh sơn đều ngạc nhiên. Nhà họ Lý đã là một thế lực có ảnh hưởng lớn trong Võ Tông Hoa Quốc từ thời Lý Tịnh Khởi. Từ thời Đường, người nào có thể mời được người nhà họ Lý ra mặt thì có thể nói là không có việc gì trên đời này mà không thể giải quyết được. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể mời được Lý Chính Đạo ra mặt hòa giải. Năm đại danh sơn vốn còn đang đợi Tiêu Chính Văn nhất thời tức giận giết Vương Quốc Xương, chọc giận kiếm tiên Thiên Sơn thì có cường giả cảnh giới nhân vương ra tay giết Tiêu Chính Văn ngay. Nhưng bây giờ đã không làm được thế rồi. Người nhà họ Lý đã lên tiếng, đừng nói là Tiêu Chính Văn. Dù kiếm tiên Thiên Sơn cũng phải suy xét cẩn thận. Ông Lý, việc này không phải do tôi, Vương Quốc Xương là người đại diện được năm đại danh Sơn tôi chọn ra, ai dám động vào cậu ta thì là không nể mặt năm đại danh Sơn. Cho dù là ai vả vào mặt năm đại danh Sơn đều chỉ có một con đường chết thôi. Bề ngoài kiếm tiên Thiên Sơn không có ý nhượng bộ, nhưng thật ra đã nhường bước rồi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không giết Vương Quốc Xương thì kiếm tiên Thiên Sơn cũng sẽ không ra tay. Nghe thế Lý Chính Đạo khẽ gật đầu, sau đó rời tầm mắt sang bên Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, sau đó lắc đầu nói, thật xin lỗi, tôi không biết hắn là người đại diện của ai, nhưng có ý giết thiên tử chính là tội phản nước trong quy định của pháp luật Hoa Quốc. Người phản nước giết không thương tiếc. Giết không thương tiếc, giọng Tiêu Chính Văn vang lên khắp nơi. Tất cả người dân Hoa Quốc đều ngơ ngác. Năm đại danh sơn cũng sửng sốt. Lý Chính Đạo cũng thế. Tiêu Chính Văn, dù cậu là vua Bắc Lương, nhưng trong mắt năm đại danh sơn, cậu chẳng khác gì người bình thường. Cho dù cậu có bao nhiêu công với Hoa Quốc thì cậu vẫn không đủ tư cách đối nghịch với năm đại danh sơn. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, thả Vương Quốc Xương ra. Kiếm tiên Thiên Sơn hoàn toàn nổi giận.
Sở dĩ cụ ta chọn cách này để cảnh cáo Tiêu Chính Văn là muốn để người dân cả nước, thậm chí là cả thế giới đều biết Tiêu Chính Văn không phải là vô địch thiên hạ. Chỉ cần cụ ta nói một câu, Tiêu Chính Văn sẽ ngoan ngoãn làm theo. Hơn nữa lúc này tiếng vang của Tiêu Chính Văn quá lớn. Nếu cụ ta ra tay giết Tiêu Chính Văn vào thời điểm mấu chốt này chỉ sẽ khiến người dân Hoa Quốc phẫn nộ. Đây cũng không phải là kết quả Kiếm Tiên Thiên Sơn muốn nhìn thấy. Nhưng cụ ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại không nể mặt cụ ta chút nào, thậm chí còn cãi lại lời của Lý Chính Đạo. Tiêu Chính Văn, cần gì phải kích động như thế, hay là bảo cậu ta xin lỗi thiên tử, thả cậu ta ra đi. Lý Chính Đạo lại lên tiếng. Cụ ta không muốn nhìn thấy ngôi sao mới tài năng Tiêu Chính Văn này thất bại ở đây. Nghe nói thế Tiêu Chính Văn chỉ híp mắt nhìn Vương Quốc Xương sắc mặt đang tái nhợt. Tiêu Chính Văn, bất kể chuyện này cũng phải có chứng cứ, ngọn nguồn rõ ràng. Cậu mới sống chưa đến 30 năm, những gì phải trải qua quá ít, cảnh giới thiên thần đối đầu với hai bán bộ nhân vương đã là cực hạn của cậu rồi. Tôi không muốn bị chụp cho cái danh xấu ỷ mạnh ăn hiếp yếu nên mới cho cậu một cơ hội. Thế giới rộng lớn không như cậu nghĩ, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, có biết bao thiên tài xuất sắc hơn cậu cũng đều hóa thành cát bụi. Thế nên, cuối cùng tôi, rắc, Kiếm Tiên Thiên Sơn vừa nói được một nửa thì một tiếng xương gãy vang lên. Chỉ thấy cổ Vương Quốc Xương bị lệch sang một bên, ngay tức khắc không còn hơi thở. Tiêu Chính Văn lạnh lùng ném thi thể Vương Quốc Xương vào trong học viện như ném một con chó chết. Kéo ra ngoài, cho chó ăn. Tiêu Chính Văn ra lệnh, vài cấm vệ quân bước đến kéo thi thể Vương Quốc Xương ra ngoài. Tiêu Chính Văn to gan, vài hôm nữa tôi sẽ giết cậu để báo thù. Mặt mày Kiếm Tiên Thiên Sơn cực kỳ hung dữ, như thể chỉ ước gì có thể nuốt sống Tiêu Chính Văn. Vài hôm nữa là ngày nào, chỉ bằng bây giờ ông và tôi quyết định luôn đi. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Vừa nói xong cả nước như bị chấn động. Cả Hoa Quốc đều có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người. Hơn nữa ngay cả người của năm đại danh Sơn cũng đang quan sát kết quả việc này. Ai ngờ Tiêu Chính Văn lại dám chống lại cả cường giả cảnh giới nhân vương. Cậu ta dám khiêu khích cường giả cảnh giới nhân vương. Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Lúc này đừng nói là người của Võ Tông không dám tin. Ngay cả cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương quay về của năm đại danh Sơn cũng sửng sốt. Đây là đang công khai khiêu khích Kiếm Tiên Thiên Sơn. Ngay cả thiên tử ở trong thiên tử các đằng xa cũng khẽ nhíu mày khi nghe anh nói thế. Tiêu Chính Văn có nắm chắc sẽ thắng Kiếm Tiên Thiên Sơn không? Đó là cao thủ cảnh giới nhân vương đấy. Nói đến đây thiên tử không khỏi đặt bút trong tay xuống, bắt đầu lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Đúng thế thiên tử. Có phải vua Bắc Lương hơi gấp gáp quá không? Để Vương Quốc Xương sống thêm một chút nữa thì có thể thế nào? Sau chuyện này có thể bỏ độc giết mà, cần gì phải im miệng? Thiên tử đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn cung nhân đó nói, toàn nói linh tinh. Tôi đường đường là người đứng đầu giới chính trị Hoa Quốc, có thể làm ra mấy chuyện hèn hạ thấp kém bỏ độc giết người này sao? Người đâu, kéo ra ngoài, đánh 100 gậy. Cung nhân đó hoảng sợ hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống. Cùng lúc đó Sở Hồng Thiên ở Thiên Sơn xa xôi càng kinh hoàng đến cực điểm. Tiêu Chính Văn thế mà lại dám bạo dạn như thế, dám khiêu chiến với cao thủ cảnh giới nhân vương. Dù Tiêu Chính Văn có thực lực mạnh đến mấy thì cũng chỉ là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cậu ta lấy đâu ra tự tin đấu với cao thủ cảnh giới nhân vương vậy? Hừ, lần này e là Tiêu Chính Văn chơi hơi lớn rồi, cậu ta có thể vẫn chưa biết sự lợi hại của Kiếm Tiên Thiên Sơn. Lúc này ở nhà họ Trương Thiên Sơn, một ông lão tóc bạc vuốt râu cười nhạo nói. Ừ, như thế cũng tốt, đỡ cho nhà họ Trương chúng ta ra tay, Kiếm Tiên Thiên Sơn tiêu diệt Tiêu Chính Văn giúp chúng ta cũng xem như đã trả được mối thù lớn. Nếu Trương Đạo Linh ở dưới suối vàng có biết cũng cảm thấy an ủi. Một ông lão khác cũng nói. Trong đại điện đỉnh núi Huệ Mi xa xôi, một ông lão mặc áo dài đỏ không khỏi nhíu mày nói, Tiêu Chính Văn vẫn quá ngông cuồng, chỉ là thiên vương thiên cấp 4 sao mà dám khiêu khích cả cường giả cảnh giới nhân vương. Người này chính là một trong các phó trưởng giáo của đỉnh núi Huệ Mi, Hỏa Long Chân Quân. Hơn nữa ông ta cũng là một cao thủ cảnh giới nhân vương. Còn là cảnh giới nhân vương cấp 2.
Hỏa Long Chân Quân trước giờ không tham gia vào bất kỳ chuyện bẩn thỉu nào mà năm đại danh sơn từng làm, không phải vì ông ta khoan dung độ lượng mà là ông ta không dám mạo hiểm đứng về phe nào trước khi chưa rõ tình hình thế cục. Cụ tổ, người này trước giờ vẫn ngông cuồng như thế, bây giờ kiếm tiên thiên sơn đã trèo lên lưng hổ, thể diện của người nhà họ Lý cũng không phải bày ra đó để chơi, xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần cậu ta chết thì giới chính trị Hoa Quốc sẽ mất đi trụ cột. Đến lúc đó, một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Hỏa Long Chân Quân cười nham hiểm nói. Lúc này, trong sân nhà họ Lý Chính Đạo không khỏi lắc đầu. Tiêu Chính Văn thật không biết trời cao đất dày, ở trước mặt cường giả cảnh giới nhân vương mà dám nói năng thô lỗ như vậy, chuyện này không còn nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ Lý nữa. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng là người có tài, bây giờ phải chết thì thật đáng tiếc. Nhưng nhà họ Lý sẽ không vì người ngoài mà lật mặt với Thiên Sơn. Sau lưng cụ ta, một ông lão kính cẩn nói, thế tử, việc này chúng ta, Lý Chính Đạo nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn đã phá vỡ quy tắc, tất cả những gì nhà họ Lý có thể làm là nói đúng sự thật thôi. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề biết ơn mà còn muốn đấu với kiếm tiên Thiên Sơn. Đây là hành động khiêu khích với Thiên Sơn, không phải là trò đùa. Với thực lực của Thiên Sơn, ngay cả nhà họ Lý cũng phải kiêng sợ. Đâu phải là thế lực cậu ta có thể tùy tiện động vào. Đã cho cậu ta đường lui mà cậu ta lại không muốn xuống, vậy thì không thể trách chúng ta được. Hai, Lý Chính Đạo nói xong liền thở dài. Trước đây Hoa Quốc cũng từng có rất nhiều anh tài xuất chúng như Tiêu Chính Văn, nhưng cuối cùng đều bị xóa sổ khỏi lịch sử vì ngạo mạn không biết trời cao đất dày. Võ Tông không bao giờ để ý đến tình cảm, càng không nói đến tình yêu đất nước. Chỉ có thực lực mới là nền tảng của mọi thứ. Tiêu Chính Văn chỉ có một mình, không có thế lực nào đứng sau hỗ trợ, đi được đến ngày hôm nay đúng là một kỳ tích. Hiển nhiên, Lý Chính Đạo đã không còn muốn nói đỡ cho Tiêu Chính Văn nữa. Khiêu chiến với Thiên Sơn đã đành, cậu ta còn dám thách thức kiếm tiên Thiên Sơn, đây đều là do cậu ta tự làm tự chịu. Ông lão nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Long Kinh. Theo ông lão thấy, Tiêu Chính Văn đã đi quá giới hạn. Một mình khiêu chiến với Võ Tông, đặc biệt là năm đại Võ Tông cao quý nhất trong Võ Tông, đây đúng là tự tìm đường chết. Lúc này, Hạo Thiên ở cách xa vạn dặm chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện quang, nhìn về phía Long Kinh. Tôn Thượng, Chính Văn nó, lúc này, trong lòng Tiêu Long cũng thấp thỏm không yên. Cho tới nay, Tiêu Long vẫn chỉ là cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, chưa thể đột phá lên bán bộ nhân vương. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn công khai khiêu chiến với Thiên Sơn, trong lòng cụ ấy vô cùng lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Hạo Thiên khẽ cười nói, Tiêu Long, theo ông, Tiêu Chính Văn có thực lực ứng chiến với kiếm tiên Thiên Sơn không? Chuyện này, Tiêu Long nhíu mày, sau đó lắc đầu nói, Chính Văn khó có cơ hội sống sót, cho dù tài giỏi đến đâu thì cũng, không phải Tiêu Long không có lòng tin với Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn quả thực quá trẻ. Từ cảnh giới bán bộ nhân vương lên nhân vương phải mất hàng trăm năm mới có thể đột phá được. Tiêu Chính Văn có thể giết bán bộ nhân vương, đó thực sự là do may mắn. Còn đối mặt với cảnh giới nhân vương thì chắc chắn không có cơ hội chiến thắng. Ha ha, Hạo Thiên lãnh đạm cười nói, kiếm tiên Thiên Sơn chết chắc. Nói xong, Hạo Thiên từ từ nhắm mắt lại. Bởi vì vừa rồi, cụ ta đã nhìn cảm nhận được chân khí thấy chân khí trên bầu trời Long Kinh. Tiêu Chính Văn đã giác ngộ được chân khí, có nghĩa là cấp bậc của anh đã vượt qua nhân vương. Ít nhất, cảnh giới nhân vương cấp 1 không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Khi một lĩnh ngộ được chân khí từ trường, và có thể tự do sử dụng chân khí thì đã đạt đến cảnh giới siêu phàm. Lúc sử dụng trận pháp hoàn toàn có thể phản ngược lại. Hơn nữa, không chỉ có thể vượt qua cảnh giới lớn mà còn có thể vượt qua cảnh giới nhỏ. Suy cho cùng. Thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang hàng. Điều này giống như dùng 10 cây di bông và 10 cây di sắt để đánh người, tuy trọng lực giống nhau như kết quả cuối cùng lại khác nhau. Trong tay Tiêu Chính Văn đang giữ 10 cây di sắt, còn kiếm tiên Thiên Sơn chỉ có 10 cây di bông. Kết quả của trận đấu giữa hai người này đã quá rõ ràng. Sau khi Tiêu Chính Văn thách đấu với kiếm tiên Thiên Sơn, cả nước gần như rơi vào khung cảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào kiếm tiên Thiên Sơn. Trong thời gian ngắn ngủi, hình chiếu trên bầu trời chuyển động kịch liệt.
Ngay sau đó, trên đỉnh chính của thiên sơn, một tiếng sét nổi lên từ mặt đất. Một đạo huyền quang đi thẳng lên 9 tầng mây. Cho dù đang là ban ngày nhưng đạo ánh sáng đó vẫn cực kỳ rõ ràng. Lúc này, ngay cả người bình thường cũng có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Kiếm tiên thiên sơn đích thân ra tay rồi. Đúng vậy, đó là huyền quang của cảnh giới nhân vương. Sự ngông cuồng của Tiêu Chính Văn đã đến lúc kết thúc. Trong năm đại danh sơn, không ít người nghiến răng nói. Một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ xuất hiện trên bầu trời, nhanh như tia chớp, bay thẳng lên bầu trời phía trên Long Kinh. Thanh kiếm khổng lồ màu đỏ này chính là thanh kiếm thép xanh vô thường của kiếm tiên thiên sơn biến hóa thành. Nhìn thấy kiếm ảnh này, Lý Chính Đạo nhắm mắt, tiếc nuối cho Tiêu Chính Văn. Hỏa Long chân quân lạnh lùng bật cười, nhìn lên bầu trời, vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Kiếm tiên thiên sơn giết Tiêu Chính Văn, tất nhiên sẽ bị người đời bêu danh, rồi ông ta sẽ đích thân giết tất cả. Sau đó, đến giới chính trị, ép thiên tử thoái vị, nghĩ đến đây, Hỏa Long chân quân ngẩng mặt cười lớn. Cùng lúc này, các cao thủ từ khắp nơi trên thế giới đều vô cùng kinh ngạc. Cao thủ cảnh giới nhân vương ra tay rồi sao? Khí tức này vô cùng mạnh mẽ, dường như ngay cả núi sông đều bị ảnh hưởng, thậm chí mặt đất còn khẽ rung chuyển. Hoa Quốc xảy ra chuyện lớn rồi, cường giả cảnh giới nhân vương đã đích thân ra tay. Ở Âu Lục, một ông lão tóc bạc trắng nhíu mày nói. Ở Phi Lục, một pho tượng màu đen trong tháp vàng đột nhiên rung chuyển rồi mở chừng hai mắt. Kiếm tiên thiên sơn, đó là một ông lão mặc đồ lót ngồi yên hàng nghìn năm trong tháp vàng giống như một pho tượng. Nhưng khi cụ ta cảm nhận được khí tức của cường giả cảnh giới nhân vương, cụ ta liền tỉnh dậy. Trong chốc lát, cả thế giới đều đang bàn tán về chuyện này. Trong cùng một ngày, Tiêu Chính Văn vừa giết hai cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, trong nháy mắt, lại ứng chiến với nhân vương. Tiêu Chính Văn thật sự cho rằng mình là thánh nhân hạ phàm bất thành sao. Ở Vi Hào, một ông lão nghiến răng tức giận nói. Sau khi ông cụ của gia tộc Canter nghe được tin tức này, lại bắt đầu do dự. Tiêu Chính Văn quả thực rất tài giỏi, nhưng đối phương lại là cao thủ cảnh giới nhân vương. Ông nội, ông còn chần chừ gì nữa? Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với sứ giả Hoa Quốc để đợi đã. Ông cụ khẽ xua tay, nói với Phiêu Ân, lần này, Tiêu Chính Văn đối đầu với cường giả cảnh giới nhân vương, e rằng khó nói kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Có câu sai một ly đi một dặm. Vì lợi ích của gia tộc, cụ ta phải suy nghĩ kỹ càng. Ông nội, Phiêu Ân sốt ruột dậm chân. Không biết vì sao, trong ý thức hời hợt của Phiêu Ân, Tiêu Chính Văn vẫn sẽ thắng trận chiến này. Đây là cơ hội cuối cùng để gia tộc Canter bám lấy Tiêu Chính Văn, chỉ khi mời được sứ giả Hoa Quốc đến đây để trả lại thành trước khi trận chiến kết thúc thì bọn họ mới có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Chính Văn. Trên bầu trời Long Kinh, kiếm tiên thiên sơn đạp trên thanh kiếm khổng lồ màu đỏ, cả người đằng đằng sát khí. Chim thú trong vòng trăm cây em đều bay đi, mỗi người đều cảm thấy rùng mình. Lẽ nào đây chính là khí thế của cường giả cảnh giới nhân vương? Đại trưởng lão Võ Tông nhìn chằm chằm vào bóng dáng kiêu hãnh trên bầu trời, cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Mặc dù là đại trưởng lão, nhưng ông ta vẫn không đủ tư cách để nói chuyện trước mặt kiếm tiên thiên sơn. Lúc này, kiếm tiên thiên sơn tỏa ra uy lực ngút trời, hiển nhiên là đã giết chết Tiêu Chính Văn rồi. Lúc thanh kiếm khổng lồ màu đỏ dừng lại trên bầu trời Long Kinh, ngay cả bầu trời cũng khẽ rung chuyển như thể bầu trời sắp sụp đổ. Vô số người dân Long Kinh đều sững sờ trước cảnh tượng này. Đời này, tôi đã từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Cậu chỉ là một tiểu bối cảnh giới thiên thần nhỏ bé mà cũng dám khiêu chiến tôi. Hôm nay, tôi sẽ giết cậu. Thanh âm của kiếm tiên thiên sơn chấn động cả bầu trời, truyền đến mọi ngóc ngách của Hoa Quốc. Lúc này, giọng nói của kiếm tiên thiên sơn vang vọng khắp nơi. Ngay tức thì, năm đại danh sơn và các phái trong Võ Tông đều vì thế mà chấn động. Trong Võ Thần Tông, Võ Thí Thiên đang nhìn về phía Long Kinh bằng đôi mắt lóe ra tia điện. Tông chủ, người này quả nhiên đáng sợ. Không biết trận chiến này Tiêu Chính Văn có thất bại hay không, nếu như anh ta chết, năm đại danh sơn chắc chắn sẽ ép vua thoái vị. Võ Thần Tông chúng ta liệu có? Võ Thí Thiên khẽ sờ lên vị trí ngực của bản thân, ánh mắt của ông ta càng trở nên u tối. Tiêu Chính Văn đã dung hợp ba trái tim rồng, lẽ nào chỉ có chút chiến lực như vậy thôi sao?
Nếu như cậu ta chỉ dừng lại ở đó, thế thì thật sự khiến cho tôi thất vọng. Ba trái tim rồng đó, nếu như Võ Thí Thiên tôi cũng có cơ hội đó thì cả thiên hạ này có ai hơn được tôi? Trong vòng 5 năm qua, Võ Thí Thiên vẫn luôn ẩn mình không lộ diện, chính là đang loại bỏ cảm giác bài xích giữa trái tim rồng và cơ thể của ông ta. Mãi tới không lâu trước đây, sau khi Võ Thí Thiên hoàn toàn dung hợp được một nửa trái tim Hắc Long thì mới thật sự hiểu ra điểm cường đại của trái tim Bạch Long. Đừng nói là Tiêu Chính Văn đã dung hợp được ba trái tim rồng, dù là Võ Thí Thiên lúc này thì cũng sẽ không coi kiếm tiên thiên sơn ra gì. Trên thực tế, dù thực lực của Tiêu Chính Văn không mạnh, năng lực không cao, vào lúc mà anh khó khăn nguy hiểm nhất, trái tim rồng cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh dị thường. Đâu phải là thứ mà mấy người như kiếm tiên thiên sơn có thể đối chọi được. Lúc này, Tiêu Chính Văn nhìn về phía không trung với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Ngay cả đại trưởng lão Võ Tông và Tần Vũ cũng sợ tới độ mặt mày trắng bệch. Cậu Tiêu, người này hết sức đáng sợ, theo như tôi thấy, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với hắn được đâu. Tần Vũ giơ tay túm lấy góc áo của Tiêu Chính Văn, hết sức lo lắng nói. Không đối đầu thì còn có thể làm gì? Nếu như ông ta đã muốn chết thì tôi sẽ cho ông ta được toại nguyện. Biểu cảm của Tiêu Chính Văn vẫn bình thản như cũ, căn bản không có chút gợn sóng nào. Đúng vào lúc này, từ trong kiếm ảnh cực đại đó đột nhiên lóe ra một tia sáng màu đỏ. Khi tia sáng đó lóe ra, cả bầu trời Long Kinh đều biến thành một màu đỏ như máu. Giống như bầu trời có thể nhỏ máu bất cứ lúc nào, khiến cho những người bên dưới hết sức khiếp sợ. Kiếm tiên thiên sơn lại vẫn cao ngạo đứng trên thanh kiếm lớn như cũ, ánh mắt xa xăm giống như thần quang muôn đời quét xuống mặt đất. Xung quanh, những ngọn lửa màu đỏ giống như một con rắn lửa uốn lượn trên bầu trời. Lúc này, không chỉ có người dân Long Kinh có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, ngay cả nghìn dặm phía xa cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Cậu Tiêu, cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Tần Vũ đổ mồ hôi lạnh, lại khuyên nhủ tiếp. Lúc này, ông cụ Quý cũng bị uy thế mạnh mẽ này dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Như thể khi nhát kiếm đó chém xuống, cả Long Kinh đều sẽ hóa thành cho bụi ngay tức thì. Kiếm tiên Thiên Sơn chắp tay đứng đó, trong mắt ngập tràn sát khí, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thằng danh Tiêu Chính Văn, giờ cậu còn dám khiêu khích tôi nữa không? Đã biết hối hận hay chưa? Kiếm tiên Thiên Sơn vô cùng cao ngạo, lạnh lùng chất vấn. Thông qua quan sát, kiếm tiên Thiên Sơn đã xác nhận Tiêu Chính Văn chỉ có tu vi của cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, thậm chí ngay cả cảnh giới bán bộ nhân vương cũng còn chưa chạm tới. Dù cho trên người Tiêu Chính Văn có bao nhiêu bí mật, năng lực mạnh tới độ nào thì đã sao? Cách biệt cảnh giới giữa bọn họ quả thực quá lớn. Trong mắt ông ta, Tiêu Chính Văn đáng thương giống như một hạt cát bé nhỏ. Tiêu Chính Văn bình thản ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt kiếm tiên Thiên Sơn, nhưng chẳng có chút căng thẳng nào. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một tiếng vang rất lớn, ngay sau đó, không gian xung quanh đều trở nên rúng động. Mặc dù hai người vẫn còn chưa bắt đầu đánh nhau, nhưng đã âm thầm đọ sức luôn rồi. Một giây sau, Tiêu Chính Văn bất chợt nhún mình, cơ thể nhảy vọt lên không trung chỉ trong nháy mắt, nhìn về phía kiếm tiên Thiên Sơn từ tít đằng xa. Tiêu Chính Văn thật sự muốn giao đấu với kiếm tiên Thiên Sơn sao? Đại trưởng lão toát mồ hôi lạnh, cổ họng thắt chặt lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào hai người Tiêu Chính Văn và kiếm tiên Thiên Sơn. Mặc dù chặng đường bước tới của Tiêu Chính Văn vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Thế nhưng người mà anh phải đối diện dù sao cũng là cường giả ở cảnh giới nhân vương trong truyền thuyết. Chẳng bao lâu sau, nhân vương sẽ là danh từ mạnh nhất trong thế tục. Dù là hơn 100 năm trước, trận chiến giữa Hoa Quốc và Vi Hào cũng là vì cường giả ở cảnh giới nhân vương bên phía Hoa Quốc quá ít nên mới thất bại. Nếu không, Hoa Quốc sao lại phải chịu nhục cả trăm năm như thế? Thế nhưng bây giờ, người mà Tiêu Chính Văn ứng chiến lại là cường giả ở cảnh giới nhân vương cả mấy trăm năm trước. So với cụ ta, dù là kinh nghiệm chiến đấu, khảo nghiệm thời gian hay là thứ bậc cảnh giới thì Tiêu Chính Văn vẫn còn kém xa. Trong năm Đại Danh Sơn cũng cử ra không ít lính gác ngầm tới Long Kinh thăm dò tình hình. Kết quả của trận chiến này rất quan trọng, thậm chí còn ảnh hưởng tới sự cân bằng thực lực giữa năm Đại Danh Sơn và giới chính trị. Một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, nhất định sẽ có một bên rơi vào thế yếu. Năm Đại Danh Sơn khổ sở chờ đợi gần 200 năm mới có được cơ hội hiếm có lần này. Sao bọn họ có thể cam tâm để cho một mình Tiêu Chính Văn phá hủy hết? Dầm,
Khi tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng thiên lôi cứ thế rền vang khắp không trung. Đột nhiên, một tia sáng mạnh mẽ vô cùng chói mắt rọi sáng cả bầu trời Long Kinh. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu lại, không dám nhìn gần thêm nữa. Tiêu Chính Văn bình thản khẽ giơ tay lên, vút, một tia sáng màu bạc cứ thế lóe ra, vẫn là Tiêu Chính Văn ra tay trước tiên. Hơn nữa vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính Văn đã trực tiếp sử dụng chân khí. Vậy nên, tốc độ con dao quân đội năm cạnh lao về phía kiếm tiên Thiên Sơn cũng nhanh hơn không chỉ một lần. Chỉ thấy tia sáng đó nhanh như điện giật, lao thẳng về phía kiếm tiên Thiên Sơn. Một luồng sức mạnh sục sôi giống như núi cao đổ ụp về phía kiếm tiên Thiên Sơn. Dù là mặt đất thì cũng trở nên nứt toác vì luồng sức mạnh quá lớn này. Khoảnh khắc này, sức mạnh mà Tiêu Chính Văn thể hiện ra đủ để khiến cho người đời phải khiếp sợ. Ngay cả mấy người đại trưởng lão Võ Tông và Tần Vũ cũng chưa từng nhìn thấy Tiêu Chính Văn bộc lộ ra uy thế mạnh mẽ tới vậy. Ngay cả đệ tử của năm đại danh Sơn đang đứng phía xa quan sát cũng không kiềm chế được mà thót tim. Dẫu sao lần này, người mà Tiêu Chính Văn ứng chiến là cường giả ở cảnh giới nhân vương thực thụ. Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được uy thế long trời lở đất đó từ lâu, vậy nên vừa ra tay đã là đòn chí mạng. Bản thân anh cũng biết rõ, trận chiến với kiếm tiên Thiên Sơn tuyệt đối không thể nhẹ nhàng giống như khi trước nữa. Nhìn thấy tia sáng bạc đó lao về phía mình, kiếm tiên Thiên Sơn cười khẩy, sau đó giơ tay lên, thanh kiếm lớn màu đỏ kia bay thẳng lên bầu trời. Giống như có một bức tường lớn đang chắn trước người kiếm tiên Thiên Sơn. Vô song kiếm trận. Hỏa Long chân quân đứng tại Huệ Mi xa xôi hai mắt lóe lên tia sáng, kinh ngạc thốt lên. Vô song kiếm trận này chính là bí kíp bị thất truyền đã lâu của Thiên Sơn, trước đây được coi là một trong số năm bí kíp bị thất truyền của Thiên Sơn. Thế nhưng cho tới bây giờ, năm bí kíp lớn bị thất truyền của Thiên Sơn cũng chỉ còn lại ba mà thôi. Ngay cả Hỏa Long chân quân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm tiên Thiên Sơn lại có bản lĩnh như vậy. Chỉ thấy thanh kiếm lớn trên bầu trời. Một hóa thành 10, 10 hóa thành 100 chỉ trong nháy mắt. Giống như hình thành nên một bức tường vây bao vây lấy hai người Tiêu Chính Văn và kiếm tiên Thiên Sơn. Thoạt nhìn, Tiêu Chính Văn chỉ bị kiếm trận bao vây lại mà thôi, nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự đáng sợ của trận pháp này. Giống như mỗi một phần tử trong không khí đều mang theo sức ép xé toang trời đất, tấn công vào da thịt Tiêu Chính Văn từng giây từng phút. Mà nhiệt độ cao bên trong kiếm trận thì còn có thể dung hòa được cả sắt thép. Mặc dù đôi bên chỉ mới vừa giao đấu, thế nhưng đều đã sử dụng hết những tuyệt kỹ cả đời. Tiêu Chính Văn cảm nhận được nhiệt độ cao trong không khí và cả luồng sát khí rất mạnh kia, không khỏi cau mày đưa một tay lên, con dao quân đội năm cạnh lại lao về phía kiếm tiên Thiên Sơn với một góc độ không thể lường nổi. Ngay sau đó, một tia sáng vàng đột nhiên dâng lên từ dưới chân Tiêu Chính Văn. Bảo vệ toàn bộ cơ thể Tiêu Chính Văn trong màn ánh sáng màu vàng đó. Cùng lúc này, hình thái cực âm dương rất lớn cũng xuất hiện dưới chân Tiêu Chính Văn, đồng thời chuyển động cực nhanh. Sức sống và tử khí xuất hiện cùng lúc. Không khí giống như bị hình thái cực âm dương rút cạn chỉ trong nháy mắt, ngay cả đám mây trên bầu trời cũng trở nên móp méo mấy phần. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã bị nhốt trong kiếm trận, kiếm tiên Thiên Sơn đắc ý cười nói, Tiêu Chính Văn, ngày chết của cậu tới rồi. Lúc này, Lý Chính Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Kinh. Khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị mắc kẹt trong kiếm trận, cụ ta không khỏi nặng nề thở dài nói, hai, số kiếp của Tiêu Chính Văn đã tận rồi. Không những Lý Chính Đạo nói thế, ngay cả Hỏa Long chân quân của núi Huệ Mi cũng cười khinh miệt và nói, kiếp này của Tiêu Chính Văn đã đến lúc kết thúc. Nghe vậy, người đàn ông trung niên bên cạnh khó hiểu nói, sư phụ, hai người bọn họ rõ ràng vừa mới đấu với nhau. Hình như Tiêu Chính Văn còn có sức chiến đấu, sao ông nói số kiếp anh ta đã tận chứ? Hai bên rõ ràng chỉ vừa mới đánh nhau, cho dù Tiêu Chính Văn không thắng, nhưng cũng sẽ không đến nỗi bị đánh bại bởi một đòn. Hơn nữa, tình hình cho thấy Tiêu Chính Văn lúc này dường như có thể lật ngược tình thế. Hình như còn lâu mới bị đánh bại mà. Tuy rằng nội tâm hắn cũng hy vọng Tiêu Chính Văn chết sớm như những đệ tử của các năm đại danh Sơn khác, nhưng dựa theo tình hình lúc này cho thấy. Tiêu Chính Văn vẫn chưa ở thế bại trận. Đây là phần đáng sợ của vô song kiếm trận. Có nhiều người không quan tâm đến việc bị bao vây bởi bức tường kiếm, có vẻ như vẫn còn sự sống trong bức tường kiếm đó, nhưng sự thật lại không như vậy đâu. Trong bức tường kiếm đó, ngay cả sắt thép cũng sẽ lập tức hóa thành nước, và cả không khí cũng sẽ tràn ngập sát khí.
ai có thể sống sót dưới vô song kiếm trận. Khi ở trong vô song kiếm trận sẽ giống như rơi vào địa ngục, cho dù được làm bằng sắt cũng có thể hóa thành cho bụi. Nếu không, vô song kiếm trận này sao có thể trở thành một trong năm bí kíp muôn đời của Thiên Sơn? Khi Hỏa Long Chân Quân nói những lời này, vẻ mặt đầy kiêng dè. Sư phụ, chẳng lẽ không có cách phá giải vô song kiếm trận này sao? Người đàn ông trung niên trao mày nói. Trận pháp dù mạnh đến đâu cũng không phải là vô địch, đây là điều ai cũng biết trong võ tông. Hỏa Long Chân Quân khẽ gật đầu nói, dĩ nhiên là có. Cách duy nhất để phá giải chính là không để bị mắc kẹt trong kiếm trận, nhưng đáng tiếc Tiêu Chính Văn hiểu biết quá ít, hoàn toàn không biết sự lợi hại của kiếm trận này. Khi giọng nói của Hỏa Long Chân Quân vừa dứt, vô số kiếm ảnh khổng lồ đã hoàn toàn phủ kín dưới chân và đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Lúc này, nếu nhìn từ bên ngoài, Tiêu Chính Văn chỉ bị nhốt chặt trong cái lồng sắt được hình thành từ vô số thanh kiếm khổng lồ. Nhưng nếu bước vào bên trong kiếm trận thì sẽ phát hiện, xung quanh đã trở nên đỏ rực, bất kể là trên trời dưới đất, tất cả đều là những ngọn lửa nóng rực. Vô song kiếm trận này quả thật đáng sợ, nhưng thực tế lại không như những gì Hỏa Long Chân Quân nói, suy cho cùng Tiêu Chính Văn đã có thể thuộc lòng cuốn Thiên Sơn Thư Lục một cách trôi chảy. Thật ra từ lúc bắt đầu, Tiêu Chính Văn đã nhận ra đây là vô song kiếm trận, một trong năm tuyệt chiêu của Thiên Sơn. Nhưng cách phá giải trong ghi chép của cuốn Thiên Sơn Thư Lục lại hoàn toàn khác với những gì Hỏa Long Chân Quân nói. Như câu nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiêu Chính Văn bằng lòng bị mắc kẹt trong kiếm trận, là bởi vì những gì được ghi trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục, muốn phá vỡ trận kiếm này, nhất định phải lấy đi sự sống của đối phương. Nếu là người bình thường, thì hoàn toàn không thể phá giải. Bởi vì cho dù bạn chạy trốn nhanh đến đâu cũng sẽ bị kiếm ảnh đuổi kịp, cuối cùng vẫn bị kẹt chết bên trong. Nhưng Tiêu Chính Văn thì khác, từ khi có được trái tim rồng Bạch Long, anh đã có thể hút hết sự sống và cái chết xung quanh bất cứ lúc nào. Chỉ cần sự sống xung quanh không liên tục chảy vào cơ thể của Tiêu Chính Văn, cho dù trong kiếm trận có nóng rực cỡ nào, cũng không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Ngược lại, cùng với việc tiêu hao sự sống, thì người thật sự bị tổn thương lại là kiếm tiên Thiên Sơn. Chỉ vì trong vô song kiếm trận thật ra là một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, Tiêu Chính Văn có thể nhận được nguồn sinh khí không ngừng, nhưng sự sống xung quanh kiếm tiên Thiên Sơn lại ngày càng giảm đi. Nhìn thấy hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn càng xoay càng nhanh, hơn nữa không khí xung quanh cũng xảy ra một biến hóa nhỏ. Kiếm tiên Thiên Sơn không khỏi cau mày nói, ồ, đó không phải là tam tuyệt trận của nhà họ Trương ở Thiên Sơn sao? Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại cụ ta bằng nụ cười hờ hững, Trương tuyệt trận của nhà họ Trương của Thiên Sơn, thật sự không thể lọt vào mắt tôi. Cùng lúc này, có một tiếng rồng gầm vang lên trời. Một con rồng vàng đột nhiên bay lên, toàn bộ không gian đều bị nó làm chấn động. Vào lúc này, toàn thân Tiêu Chính Văn đều tràn ngập cả chân khí và sức sống. Con rồng vàng lại càng sống động hơn, giống như một thực thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của kiếm tiên Thiên Sơn hết sức u ám, ngay cả toàn bộ kiếm trận cũng đều rung lên. Cậu đang sử dụng không gian trận pháp bí mật để biến hóa thành hình rồng ư? Con người của kiếm tiên Thiên Sơn từ từ co lại, coi như ông cũng có hiểu biết. Tiêu Chính Văn mỉm cười, khuôn mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Tốt lắm, có vẻ như hôm nay tôi đích thân ra tay là quyết định đúng đắn, nếu cho cậu thời gian, e rằng sau này sẽ trở thành mối nguy hiểm. Vẻ mặt kiếm tiên Thiên Sơn đột nhiên đông cứng lại, sau đó khí thế xung quanh cụ ta tăng cao. Thiên kiếm, cùng với tiếng giống giận của kiếm tiên Thiên Sơn, ngọn lửa rực cháy từ từ kết tụ thành một thanh kiếm khổng lồ. Ánh kiếm trên thanh kiếm khổng lồ trông vô cùng chói mắt, ánh sáng đỏ rực xuyên thấu qua kiếm trận không chút khe hở, ngay cả người ở thế giới bên ngoài cũng nhìn rõ mồn một. Đây là thiên hỏa kiếm. Đúng thế, chính là thiên hỏa kiếm. Cũng là tuyệt kỹ lợi hại nhất của kiếm tiên Thiên Sơn đấy. Không ngờ, Tiêu Chính Văn lại có thể khiến kiếm tiên Thiên Sơn sử dụng hết con át chủ bài của mình, thật sự là không dễ dàng. Những đệ tử của năm đại danh Sơn đang xem trận đấu bàn tán xôn xao. Một giây sau, chỉ thấy ánh lửa xông lên trời và thanh kiếm khổng lồ nằm ngang trên không trung. Kiếm tiên Thiên Sơn hất tay lên, thanh kiếm dài đỏ rực trong nháy mắt chém về phía Tiêu Chính Văn. Điều kỳ lạ ở nhát kiếm này là không có bất kỳ âm thanh nào, hơn nữa cả thế giới như thể đã bị giam cầm. Tiêu Chính Văn đừng nói là né tránh, ngay cả việc di chuyển cũng vô cùng khó khăn,
Nhìn thấy tình cảnh này, Kiếm Tiên Thiên Sơn không khỏi cười khẩy nói, nhóc con Tiêu Chính Văn, cậu quá xem thường tôi rồi. Cậu tưởng rằng vô song kiếm trận chỉ đơn giản như thế thôi sao? Có thể nói, ngay từ đầu, Kiếm Tiên Thiên Sơn đã ra hết tuyệt chiêu của mình, gần như liên tiếp đánh dồn Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn lúc này lại bị mắc kẹt trong kiếm trận, không gian lại hết sức chật hẹp, ngoài việc cố đỡ lấy đòn của Kiếm Tiên Thiên Sơn ra thì không còn lựa chọn nào khác. Ngọn lửa luyện ngục, đập trời phá đất, Kiếm Tiên Thiên Sơn hét lên, thanh kiếm khổng lồ trong tay lại càng mạnh thêm vài phần, xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy ánh lửa đỏ rực, ngay cả bầu trời cũng được chiếu sáng đỏ rực, những mỏm núi đá trên mặt đất đều bị nung chảy bởi sóng nhiệt. Vào lúc này, tất cả mọi người đều chảy mồ hôi hột cho Tiêu Chính Văn. Hừ, nhóc con Tiêu Chính Văn, tôi đã nói, cậu chỉ là một hạt bụi trong võ tông, người giỏi còn có người giỏi hơn, sao cậu có thể vô địch thiên hạ được chứ? Tiêu Chính Văn không trả lời ông ta, anh chỉ tay một cái, con rồng vàng khổng lồ đã chắn ngay trước mặt anh. Keng, khi thanh kiếm khổng lồ chém lên cơ thể con rồng vàng, lập tức hiện lên những vết nứt trên thân rồng vàng khổng lồ. Thằng danh con, cậu muốn chặn đường kiếm của tôi sao? Nằm mơ đi, khi giọng nói của Kiếm Tiên Thiên Sơn vừa dứt, ông ta lại chém nhát kiếm thứ hai lần nữa. Cơn sóng nhiệt mạnh mẽ gần như đã đốt cháy toàn bộ không khí xung quanh Tiêu Chính Văn. So với những cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương, Kiếm Tiên Thiên Sơn hoàn toàn đè bẹp được những người đó trong mọi phương diện. Sau khi đánh liên tiếp hai nhát kiếm, con rồng vàng khổng lồ đã từ từ trở nên trong suốt. Điều này đủ để chứng minh thực lực của Kiếm Tiên Thiên Sơn rất cao. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị ép lùi lại nửa bước bởi uy lực của Kiếm Tiên Thiên Sơn. Tuy rằng lúc này Tiêu Chính Văn đang gặp thế bất lợi, nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn bình thản như trước. Thấy vẻ mặt của Tiêu Chính Văn vẫn vô cùng bình tĩnh, Kiếm Tiên Thiên Sơn không khỏi cười nhạo, nhóc con Tiêu Chính Văn, lại dám coi thường lão già này sao? Cậu tới số rồi, Kiếm Tiên Thiên Sơn vừa nói vừa vung tay chém một nhát kiếm. Lúc này Kiếm Tiên Thiên Sơn chỉ muốn dùng cảnh giới để chèn ép Tiêu Chính Văn, ép Tiêu Chính Văn đến chỗ chết bằng sức mạnh tuyệt đối. Nếu nói chỉ dùng sức mạnh thì quả thật Tiêu Chính Văn còn lâu mới theo kịp Kiếm Tiên Thiên Sơn, với sự hiểu biết về trận pháp và chân khí thì anh chỉ chiếm ưu thế về trận pháp trong trận chiến. Nhưng sức mạnh bình thường vẫn kém hơn Kiếm Tiên Thiên Sơn nhiều. Thấy cả kiếm trận đều đã bị ánh lửa thiêu rụi, người bên dưới cũng bắt đầu lo cho Tiêu Chính Văn. Ừ, thực lực của Tiêu Chính Văn cũng chỉ đến đó thôi, dù sao cậu ta cũng không phải là cảnh giới nhân vương. Hỏa Long Chân Quân đứng ở đằng xa nhìn về phía Long Kinh. Lúc này Tiêu Chính Văn đã rơi vào thế yếu, muốn lật ngược tình thế là điều không thể. Hơn nữa từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn vẫn dùng cách phòng thủ. Đây cũng chứng tỏ sự cách biệt trong cảnh giới giữa Tiêu Chính Văn và Kiếm Tiên Thiên Sơn khiến anh không thể đánh trả. Hừ! Lần này Tiêu Chính Văn còn có thể ra oai được nữa không? Chỉ dựa vào cậu ta mà cũng dám khiêu chiến với năm đại danh sơn à? Không biết trời cao đất dày thôi, dù là từ thời cổ đại cũng không có ai dám một mình đấu với năm đại danh sơn cả. Không ít đệ tử của năm đại danh sơn lên tiếng cười nhạo. Tiêu Chính Văn không chỉ bị vây chặt trong kiếm trận, mà còn liên tiếp lùi về sát mép kiếm trận với sự tấn công áp đảo của Kiếm Tiên Thiên Sơn. Còn lùi về sau nửa bước nữa thì đụng phải ngọn lửa nóng rực đó. Nhìn thấy cảnh tượng này chán Tần Vũ và đại trưởng lão toát đầy mồ hôi. Cậu Tiêu, cậu không được phạm phải bất kỳ sai lầm nào, nếu không giới chính trị sẽ gặp nguy. Tần Vũ căng thẳng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Hơi thở đại trưởng lão cũng trở nên gấp gáp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của hai người. Tiêu Chính Văn, hôm nay tôi sẽ biến cậu thành tro bụi. Khiến thi thể cậu không còn một mảnh. Tôi phải xem thử sau khi cậu chết còn ai dám khiêu chiến với năm đại danh sơn không? Người của võ tông không nghe theo pháp luật ở thế tục của cậu thì cậu có thể làm được gì? Kiếm Tiên Thiên Sơn gào lên, vang khắp cả Hoa Quốc, người dân Hoa Quốc không khỏi hoảng sợ. Bọn họ vừa nhìn thấy được một tia hy vọng lại tiếp tục nhận phải sự uy hiếp công khai sao? Trong Thiên Tử Các, Thiên Tử đứng phát dậy nhìn vào kiếm trận trong không trung. Cũng thầm cầu nguyện cho Tiêu Chính Văn. Đây không chỉ là sự xông pha của một mình Tiêu Chính Văn, mà còn có cả tương lai của người dân Hoa Quốc. Nếu Tiêu Chính Văn thất bại thì sau này Hoa Quốc chắc chắn sẽ rơi vào tay Võ Tông.
người dân Hoa Quốc cũng sẽ trở thành con kiến dưới sự thống trị của Võ Tông. Lúc này Tiêu Chính Văn vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay căng thẳng, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nụ cười nhạt. Tiêu Chính Văn, nếu tôi là cậu thì đã buông bỏ phản kháng, nhận tội chịu thua với kiếm tiên Thiên Sơn rồi. Lúc này một giọng nói vang lên từ bên hàng sơn. Giọng nói này vang lên khắp cả nước, một ông lão tóc bạc bên Hoa Sơn bật cười nói, Tiêu Chính Văn, năm đại danh sơn muốn cướp lấy quyền hành của Hoa Quốc, muốn dẫm đạp giới chính trị dưới chân, cậu có thể làm được gì? Đứng trước thực lực tuyệt đối, thằng hề như cậu không có cửa bước qua. Hôm nay tôi phải cho cậu nhận ra cách biệt của thiên thần và nhân vương. Kiếm tiên Thiên Sơn cười khẩy, lại đánh về phía Tiêu Chính Văn lần nữa. Hai, thế tử, lẽ nào nhà họ Lý tôi không xin tha cho cậu ta thật sao? Nhìn cảnh tượng này, chắc là cậu ta đã không thể kiên trì được lâu nữa đâu. Ông lão nhà họ Lý đó vẫn không nhẫn tâm nói. Lý Chính Đạo thở dài, biết trước có ngày hôm nay thì lúc đầu sao làm thế? Trước đó khi tôi xin tha cho cậu ta lại không nghe, bây giờ kiếm tiên Thiên Sơn đã ra tay, nhà họ Lý khuyên thế nào được nữa? Thế tử, hay là nhà họ Lý có thể ra tay giúp đỡ, chỉ cần không làm kiếm tiên Thiên Sơn bị thương là được. Ông lão hơi lo lắng nói. Thời gian là thứ quá quý giá với Tiêu Chính Văn. Ai mà biết liệu đòn tấn công tiếp theo của kiếm tiên Thiên Sơn có kết liễu cuộc đời của Tiêu Chính Văn không? Nếu nhà họ Lý ra tay thì đồng nghĩa với việc đứng về phe đối lập với Thiên Sơn, lúc này Thiên Sơn đã có tư cách đại diện cho năm đại danh Sơn, dù nhà họ Lý chúng ta có nhiều tuấn kiệt hơn nữa cũng không thể chống đối lại năm đại danh Sơn. Kể từ thời Thiên Tần, năm đại danh Sơn đã là chính thống của Võ Tông Hoa Quốc, hành động lần này của Tiêu Chính Văn không khác gì đang khiêu khích cả Võ Tông. Đây là do cậu ta tự chuốc lấy. Lý Chính Đạo bất lực lắc đầu. Dù là Bạch Khởi ở thời kỳ Thiên Tần cũng không có lá gan này. Năm đại danh Sơn đáng sợ như thế nào? Trước đây vì hầu hết các cao thủ đều ở vùng ngoài lãnh thổ nên Tiêu Chính Văn mới có thể kiêu ngạo như thế. Nhưng bây giờ ngày càng nhiều cao thủ quay về thế tục. Thời đại đã thay đổi, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn không biết thay đổi, vẫn mạnh mẽ như thế. Dù hôm nay có cứu được Tiêu Chính Văn thì sau này Tiêu Chính Văn vẫn sẽ có ngày chết. Nhà họ Lý không thể gây thù với Võ Tông chỉ vì người như Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đã rơi vào thế thất bại, tin tức bị kiếm tiên Thiên Sơn giết đã lan truyền khắp cả nước. Chỉ thoáng chốc các tông môn lớn đều thở phào. Mà kiếm tiên Thiên Sơn càng đánh càng hăng, hai mắt lóe sáng như thể cụ ta đã nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chính Văn chết thảm trong kiếm trận của mình. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đúng là khiến tôi thất vọng quá. Kiếm tiên Thiên Sơn cười gần ép Tiêu Chính Văn lùi về sau, ép chặt không gian chống phía sau anh. Thấy Tiêu Chính Văn chỉ còn cách ngọn lửa thiêu đốt kia không đến 1 cm, dù kiếm tiên Thiên Sơn tiến thêm một bước Tiêu Chính Văn sẽ lập tức biến thành tro. Nhưng cũng chính lúc này, khí tức quanh người Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi. Ông nghĩ ông có thể giết được tôi thật sao? Thật ra tôi chỉ đang cảm nhận thiên song kiếm trận này thôi, nhưng phải nói là kiếm trận của ông không hoàn hảo lắm. Thậm chí ông cũng chỉ học được chút vặt vãnh của thiên song kiếm trận thôi. Tiêu Chính Văn vừa nói thế, hai mắt kiếm tiên Thiên Sơn bắn ra hai luồng sát khí. Đã đến nước này rồi mà Tiêu Chính Văn vẫn còn có thể mạnh miệng. Hừ, thiên song kiếm trận của tôi không hoàn hảo, nhưng giết được cậu là đủ rồi. Kiếm tiên Thiên Sơn tức giận nói. Tăng thêm sức tấn công ở tay. Tiêu Chính Văn bình thản cười nói, đúng thế, như ông nói đấy, nếu tôi vẫn là cảnh giới thiên thần thì thiên song kiếm trận của ông đã có thể giết tôi rồi. Nghe anh nói thế, kiếm tiên Thiên Sơn cười khẩy nói, Tiêu Chính Văn, chịu chết đi. Đi chết, ngay khi kiếm tiên Thiên Sơn vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Chính Văn nhếch môi nở nụ cười nhạo. Cảnh giới nhân vương rất khó thật sao? Thật ra không khó. Chỉ là người bình thường đều phải tích lũy thời gian. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, kiếm tiên Thiên Sơn sửng sốt. Gì cơ, chỉ có người bình thường mới cần tích lũy thời gian. Ha ha ha, chàng trai ngu ngốc, sau đó kiếm tiên Thiên Sơn bật cười. Cảnh giới nhân vương không có tích lũy trăm năm thì không thể đột phá. Dù là kiếm tiên Thiên Sơn cũng đã dừng lại ở cảnh giới bán bộ nhân vương gần 200 năm mới có thể đạt đến tầng một cảnh giới nhân vương. Tiêu Chính Văn, cho dù cậu hiểu biết được thâm sâu thế nào,
muốn đột phá cảnh giới nhân vương từ cảnh giới thiên thần đều phải dừng lại ở cảnh giới bán bộ nhân vương và trải qua tích lũy trên 100 năm, nếu không thì không thể. Đây là cách thức hàng trăm năm của võ tông, cậu nghĩ cậu có thể đánh thắng được quy luật và đất trời này sao? Kiếm Tiên Thiên Sơn cười khẩy nhìn Tiêu Chính Văn. Cụ ta nói thế gần như tất cả mọi người trong võ tông đều cười nhạo anh. Như Kiếm Tiên Thiên Sơn đã nói, cho dù là ai cũng không thể phá vỡ quy tắc hàng trăm năm này. Khác với họ, lúc này Tần Vũ đứng bên dưới không khỏi ngây người. Lẽ nào Tiêu Chính Văn định đột phá ngay lúc này sao? Hơn nữa vượt cả bán bộ nhân vương để lên thẳng nhân vương cấp 1. Không, cậu Tiêu, lúc này không thể đột phá. Tần Vũ không khỏi thất thanh hét lên với Tiêu Chính Văn. Cái gì, Tiêu Chính Văn lại dám đột phá vào lúc này? Từ cảnh giới thiên thần đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương nguy hiểm tới độ nào cơ chứ? Dù là dưới tình cảnh có người hộ pháp thì vẫn có khả năng mất mạng như chơi, Tiêu Chính Văn bây giờ thì sao? Anh đang liều mạng quyết chiến với một cao thủ ở cảnh giới nhân vương đấy. Chuyện này chắc là không thể đâu nhỉ? Quý Sương Nhi lên tiếng với vẻ không thể tin nổi. Chưa nói tới chuyện từ cảnh giới thiên thần lên cảnh giới bán bộ nhân vương cần bao nhiêu năm tích lũy, chỉ riêng nguy hiểm trong đó thôi cũng tuyệt đối không phải là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ được. Ông Quý bên cạnh cũng gật đầu, trong lời Quý Sương Nhi nói không có bất cứ thành kiến gì, ngược lại, cô ta nói hết sức chân thành. Không có sự tích lũy từ mấy chục tới cả trăm năm thì căn bản chẳng thể nào đặt chân lên cảnh giới bán bộ nhân vương. Sự tích lũy trong đó, không chỉ là lĩnh hội, càng quan trọng hơn vẫn là năng lực chịu đựng sức mạnh của trời đất. Thân xác chưa trải qua tôi luyện và sự mài giũa thì căn bản không thể chống chịu nổi sức mạnh dồi dào tới thế. Thậm chí có một số người quá nóng vội, chưa tới 10 năm đã đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương, kết quả vừa mới đột phá, da thịt trên cơ thể đã đồng loạt nứt toác. Tới cuối cùng cũng phải bỏ mạng, ngay cả Lý Chính Đạo sau khi nghe lời Tiêu Chính Văn nói cũng không khỏi ngây ra. Dù gì tuổi tác của Tiêu Chính Văn cũng bày ra đó, 30 mấy tuổi đã muốn đột phá qua cảnh giới bán bộ nhân vương. Căn bản không có khả năng, cũng không thực tế. Lời này của Tiêu Chính Văn chỉ có thể nói lên rằng hiểu biết của anh còn quá ít, ngoại trừ ngu ngốc, Lý Chính Đạo thậm chí còn không tìm ra nổi ngôn từ nào thích hợp để hình dung về Tiêu Chính Văn. Ôi, chung quy lại vẫn là còn quá trẻ. Ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo bất lực thở dài nói. Nếu như Tiêu Chính Văn đột phá vào lúc này, dù không bị Kiếm Tiên Thiên Sơn truy sát thì nhất định anh cũng sẽ chết, sẽ chỉ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Không phải cậu ta còn trẻ mà là sau lưng không có sự chỉ dẫn của tông môn, vậy nên không hề biết tới nguy hiểm trong đó, bao nhiêu người cũng vì nóng vội, kết quả vừa mới biến mộng thành thật đã chết không kịp ngáp. Lý Chính Đạo bình thản nói. Dù là như thế, Lý Chính Đạo cũng không hề có ý chế nhạo Tiêu Chính Văn, nếu như cho Tiêu Chính Văn thời gian đủ nhiều thì anh tuyệt đối sẽ trở thành người trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất trong lịch sử Hoa Quốc. Và cũng sẽ là người duy nhất. Dù cho cụ ta là thế tử nhà họ Lý thì cũng không thể không khâm phục sự bá đạo của Tiêu Chính Văn, càng nể phục năng lực nhận biết về cuộc đời của Tiêu Chính Văn. Vẫn chưa tới 30 tuổi đã có thể sở hữu chiến lược ở cảnh giới thiên thần 4 sao, đây đã là điều mà trước đây chưa ai làm được rồi. Đáng tiếc, cách biệt giữa cảnh giới thiên thần tới cảnh giới bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên vương tới cảnh giới thiên thần thật sự quá lớn. Nếu như không có những bậc cao tuổi trong tông môn tiết lộ thì không một ai có thể biết được ẩn tình bên trong. Thế tử nói không sai, cậu ta không có tông môn chỉ điểm mà đã có được năng lực cao như thế, người có được chiến lực như vậy ở độ tuổi này quả thực xưa nay chưa từng có. Trong giọng điệu của ông lão mang theo mấy phần thương tiếc. Mặc dù ông ta hoàn toàn có thể cứu Tiêu Chính Văn, thế nhưng Lý Chính Đạo chưa ra lệnh thì ông ta căn bản không dám ra tay. Tuy rằng thực lực của ông ta cao hơn so với Kiếm Tiên Thiên Sơn, thế nhưng ông ta chỉ là tay sai đi theo thế tử nhà họ Lý mà thôi. Thật ra, bên ngoài năm đại danh sơn của Hoa Quốc, không chỉ có nhà họ Trương, còn có nhà họ Lý, nhà họ Thường, nhà họ Bạch và rất nhiều những thế gia võ thuật lưu truyền lâu đời khác nữa. Mà trong số những thế gia này, nhân tài nhiều vô số kể. Mỗi một thế hệ đều sẽ chọn ra một thế tử sẽ được kế thừa tất cả mọi thứ của gia tộc. Mặc dù thế tử không phải là người mạnh nhất trong gia tộc, thế nhưng nhất định sẽ là cường giả không thể thay thế trong lớp thanh niên. Dù Lý Chính Đạo đã sống hơn 300 năm thì cũng chỉ đạt tới cảnh giới nhân vương mà thôi. Tuổi tác của Tiêu Chính Văn,
thậm chí còn chẳng bằng 1/10 của cụ ta, không chỉ không có sự tương trợ của thế gia, lại còn không có tông môn chỉ điểm, muốn tiến vào cảnh giới nhân vương khó như lên trời. Chính vì nguyên nhân này, Kiếm Tiên Thiên Sơn mới chế giễu Tiêu Chính Văn căn bản không hiểu quy luật. Có thể nói ra mấy lời này, chứng tỏ rằng cậu căn bản không hiểu về võ thuật, cả nghìn năm nay, võ thuật vẫn luôn cần thời gian để lắng đọng, không ai ngoại lệ. Xem ra trước đây cậu có thể giết chết cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương cũng chỉ là may mắn nhất thời mà thôi, đáng tiếc là hôm nay, nữ thần may mắn không đứng về phía cậu. Kiếm Tiên Thiên Sơn nói với vẻ giễu cợt. Vẫn còn một chuyện quên không nói cho cậu biết, từ cảnh giới thiên thần đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương buộc phải có người hộ pháp mới được, nếu dựa vào sức mạnh dồi dào đó không thì chỉ đủ để khiến cậu mất mạng mà thôi. Cậu cho rằng cậu có cơ hội đột phá hay sao? Những lời này của Kiếm Tiên Thiên Sơn đã nói quá rõ ràng rồi. Cụ ta căn bản không thể cho Tiêu Chính Văn cơ hội đột phá, dù không chết thì dưới sự tấn công của mạnh mẽ của Kiếm Tiên Thiên Sơn, Tiêu Chính Văn cũng đừng hòng giữ được mạng sống. Lúc này, ngay cả mọi người đứng bên dưới quan sát cũng ngơ ngác, thậm chí có thể nói, may mắn của Tiêu Chính Văn đã sắp cạn rồi. Không, vua Bắc Lương, anh không thể xảy ra chuyện được. Chúng tôi vừa mới nhìn thấy một chút hy vọng, lẽ nào tại sao ông trời lại đối xử với những kẻ số khổ như chúng tôi như vậy? Ông trời ơi, cầu xin ông, vua Bắc Lương không thể chết được. Vô số người dân đều đồng loạt quỳ xuống mặt đất cầu xin cho Tiêu Chính Văn. Một giây sau, Tiêu Chính Văn bình thản bật cười, khí tức khắp người cũng lập tức dâng cao hơn không chỉ vài lần. Giữa trời và đất dường như đang sản sinh từng đường sấm chớp. Sấm chớp, nhìn thấy cảnh tượng này, Kiếm Tiên Thiên Sơn không khỏi nghẹt ra. Thanh kiếm lớn trong tay cụ ta cũng rung lên theo. Ban nãy khoảng cách để cụ ta giết chết Tiêu Chính Văn chỉ còn một bước, còn đúng một bước mà thôi. Thế nhưng cụ ta lại cực kỳ quen thuộc với cảnh tượng sấm chớp đó, tuyệt đối không phải là hiện tượng từ cảnh giới thiên thần đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương, mà là từ cảnh giới thiên thần tiến thẳng một bậc lên cảnh giới nhân vương. Ầm, 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 vô số tia sét giáng thẳng xuống dưới, chẻ thanh kiếm của Kiếm Tiên Thiên Sơn ra làm 4, 5 phần. Một luồng khí tức vô cùng bá đạo dâng lên từ dưới gót chân của Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện hàng nghìn dáng ngũ sắc, giống như trên bầu trời thắp lên vô số bóng đèn neon. Hiện tượng lạ của đất trời, nhân vương giáng thế. Gần như võ giả trên toàn thế giới đều đồng thanh phát ra những tiếng kinh hô. Từ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, bỏ qua cảnh giới bán bộ nhân vương mà bước thẳng lên nhân vương cấp 1. Tiêu Chính Văn là người đầu tiên trong lịch sử. Dù là những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử cũng không có cách nào nhảy vọt qua ngưỡng cửa bán bộ nhân vương này. Nếu không, với thực lực của cảnh giới thiên thần căn bản không thể chịu đựng sức mạnh lớn tới thế. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại phá vỡ được định luật cả nghìn năm không thay đổi. Nhưng dáng ngũ sắc đó càng trở nên chói mắt hơn bên dưới ánh mặt trời. Vào khoảnh khắc vô số dáng ngũ sắc này xuất hiện, Tiêu Chính Văn đã chính thức đặt chân lên cảnh giới nhân vương. Hơn nữa, khí tức của Tiêu Chính Văn cũng hết sức ổn định, căn bản không hề rối loạn. Điều này nói lên rằng, Tiêu Chính Văn không nguy hiểm gì tới tính mạng. Lúc này, khí chất khắp người Tiêu Chính Văn đều hoàn toàn khác. Uy thế không giận mà uy đó, ngay cả đại trưởng lão và Tần Vũ bên dưới cũng suýt phải quỳ gối vái lạy. Rất khó sao? Tiêu Chính Văn bình thản nhìn về phía Kiếm Tiên Thiên Sơn. Câu nói này giống như một cái tát rất kêu giáng mạnh lên mặt của Kiếm Tiên Thiên Sơn. Ban nãy, chính miệng cụ ta đã nói rằng ngay cả đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương cũng là mơ mộng hão huyền của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng ai ngờ, chưa bao lâu, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn có cùng cảnh giới với cụ ta rồi. Kiếm Tiên Thiên Sơn hoàn toàn sững sờ, chuyện này không khoa học, thiên thần 4 sao tiến thẳng lên nhân vương. Chuyện này không thể nào. Chưa nói là Kiếm Tiên Thiên Sơn không dám tin vào tất cả những gì xảy ra trước mắt, ngay cả cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh Sơn cũng hoàn toàn chấn động. Sao có thể, sao cậu ta có thể bỏ qua bán bộ nhân vương mà tiến thẳng lên cảnh giới nhân vương chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể. Ngay cả Hỏa Long Chân Quân cũng phải thốt ra những lời kinh ngạc. Mà trong sân nhà họ Lý, Lý Chính Đạo cũng kinh ngạc không nói nên lời, cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng. Phù, ông lão vừa nhấp một ngụm trà cũng lập tức phun ra. Trong lòng cụ ta càng thêm nổi sóng,
không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu. Sao có thể chứ? Tiêu Chính Văn có thể tiến thẳng vào cảnh giới nhân vương. Chẳng lẽ cậu ta cũng là thế tử của một thế gia lớn nào đó? Lý Chính Đạo vẻ hoài nghi nói. Không thể nào, nếu cậu ta cũng là thế tử, bên cạnh không thể không có hộ vệ, nhưng cho tới nay, cậu ta vẫn là một mình, có nghĩa là cậu ta nhất định không phải thế tử. Giọng của ông lão vô cùng trầm thấp, vừa rồi ông lão còn tưởng rằng Tiêu Chính Văn đạt tới bước này đã là tạo nên kỳ tích rồi. Nhưng lại không ngờ, cuối cùng vẫn đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Một thanh niên không có thế gia cũng không theo một môn phái nào lại vượt hẳn qua cảnh giới bán bộ nhân vương, tiến thẳng vào cảnh giới nhân vương. Hơn nữa cảnh giới còn vô cùng ổn định, điều này chỉ có thể nói lên rằng, Tiêu Chính Văn đã có thực của cảnh giới nhân vương từ lâu, nhưng luôn áp chế cảnh giới. Cảnh giới nhân vương đấy, thể xác của cảnh giới thiên thần làm sao có thể chịu nổi. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã làm như thế nào? Lúc này ông lão như bị sét đánh. Dù trong lòng vô cùng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể đối mặt với sự thực. Phía dưới chỉ có Tần Vũ hết sức vui mừng. Cậu Tiêu đột phá rồi. Ha ha ha, Tiêu Vương đã đạt được cảnh giới nhân vương. Hai mắt Tần Vũ phát sáng lấp lánh, còn vui sướng hơn khi mình đột phá gấp vạn lần. Ông cụ Quý và mọi người trong nhà họ Quý đều vô cùng xấu hổ đứng ngây người tại chỗ. Vừa nãy là ai nói rằng Tiêu Chính Văn không thể đột phá? Ai nói anh sẽ nổ tan xác rồi chết? Lúc này, Tiêu Chính Văn không chỉ đột phá cảnh giới bán bộ nhân vương, còn một bước tiến vào cảnh giới nhân vương. Tiêu Chính Văn nổ tan xác mà chết sao? Làm gì có, sợ là trong võ tông, sắp xảy ra chuyện lớn. Ông cụ Quý tự lẩm bẩm. Đầu tiên không nói tới việc cảnh giới nhân vương đã là bất khả chiến bại trong giới thế tục ngày nay, mà đến cả năm đại danh Sơn cũng phải cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Chuyện Tiêu Chính Văn phá vỡ quy tắc ngàn năm cũng đủ khiến thiên hạ chấn động. Chuyện từ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao lên thẳng cảnh giới nhân vương, nhất định sẽ khiến vô số người bắt chước. Nhưng có mấy ai chịu được nguy hiểm như vậy? Có thể tưởng tượng, không bao lâu nữa Tiêu Chính Văn sẽ trở thành kiểu mẫu trong võ tông. Sẽ là một ngôi sao mới từ từ mọc lên của võ tông Hoa Quốc. Không ngờ, chúng ta đều đánh giá thấp cậu ấy. Ông cụ Quý thở dài bất lực. Một người có thể bất chấp cả quy tắc ngàn đời, thì còn có gì mà cậu ta không làm được nữa. Nếu ngay từ đầu, cụ ta không để mặc Quý Xương Nhi châm biếm Tiêu Chính Văn thì hôm nay nhà họ Quý đã kết thân được với một cao thủ cảnh giới nhân vương rồi. Lúc này, người chấn động nhất không ai khác chính là Kiếm Tiên Thiên Sơn. Cho dù thế nào cụ ta cũng không ngờ tới Tiêu Chính Văn sẽ đột phá khi sắp lâm trận, mà còn một bước đột phá cảnh giới ngang hàng với mình. Hơn nữa, bởi vì trận sấm sét vừa rồi, thiên song kiếm trận của cụ ta cũng bị phá vỡ, tiếp theo phải chiến đấu như thế nào? Vừa nãy Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới thiên thần cấp 4 sao, đã bất phân thắng bại với cụ ta. Bây giờ, Tiêu Chính Văn đã bước lên 2 tầng cảnh giới, thắng bại đã không cần nói nữa rồi. Trước mặt Tiêu Chính Văn, lúc này cụ ta không khác gì một con kiến. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Kiếm Tiên Thiên Sơn cũng trở nên khó coi. Cụ ta trốn không được, không trốn cũng không xong. Trốn, mặt mũi của Thiên Sơn sẽ vứt ở đâu? Không trốn, đánh không nổi. Khi Kiếm Tiên Thiên Sơn còn đang đưa ra lựa chọn khó khăn, thanh giáo dài liệt long màu đỏ của Tiêu Chính Văn đã phi thẳng về phía cụ ta. Kiếm Tiên Thiên Sơn đột nhiên cảm nhận được một trận gió dữ dội phả vào mặt, vội vàng vung kiếm chặn lại. Nhát kiếm này, cụ ta gần như đã dùng hết sức. Đủ để coi như một nhát kiếm long trời lở đất. Nhưng thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn vô cùng kỳ quái, giống như một con rồng lượn, không hề đụng phải kiếm quang của cụ ta. Gừ, có tiếng rồng gầm thật sao? Lúc giáo và kiếm giao nhau, một tiếng rồng gầm rung trời vang lên. Thật sự là tiếng rồng gầm, thanh giáo dài liệt long màu đỏ ban đầu được do tim rồng biến thành. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã dung nạp được 3 trái tim rồng, vậy tiếng rồng gầm sao có thể là giả? Nhát giáo này như một ngọn núi đập tới, thanh kiếm lớn trong tay Kiếm Tiên Thiên Sơn chỉ chống cự trong chốc lát, sau đó lập tức bị đánh bật trở lại. Keng, chỉ thấy trên thanh kiếm lớn, tia lửa bắn tứ tung, Kiếm Tiên Thiên Sơn vội vàng lui về phía sau. Nhưng thanh giáo dài liệt long màu đỏ vẫn công kích không ngừng, nếu như nó có sinh mệnh, thì có lẽ nó đang nhìn chằm chằm vào lồng ngực Kiếm Tiên Thiên Sơn. Khí thế của nhát giáo này, ngay cả Kiếm Tiên Thiên Sơn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Nếu so sánh với nhau, chút uy thế trước đây của cụ ta quả thật không đáng kể. Mà thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn lại giống như một con rồng thật, rung chuyển đất trời. Phụt, lúc kiếm tiên Thiên Sơn đang chần chừ, thanh giáo dài liệt long màu đỏ đã xuyên qua cơ thể cụ ta. Tốc độ của Tiêu Chính Văn nhanh đến mức kiếm tiên Thiên Sơn không kịp phản ứng. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ quá mạnh, mạnh đến mức thanh kiếm lớn của cụ ta không thể nào chống lại được. Một dòng máu trên không trung bắn xuống, kiếm tiên Thiên Sơn rơi từ trên không trung xuống đất. Phù phù, kiếm tiên Thiên Sơn ngã sóng xoài, rồi lại bị nảy lên mấy chục mét, sau đó rơi xuống lần nữa. Thế nào, Tiêu Chính Văn mang trên lưng thanh giáo dài liệt long màu đỏ, lạnh lùng liếc nhìn kiếm tiên Thiên Sơn. Cậu, không đợi kiếm tiên Thiên Sơn mở miệng, ngay lập tức, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trước mặt cụ ta. Bốp, không báo trước, Tiêu Chính Văn vung cú đấm vào mặt kiếm tiên Thiên Sơn. Khuôn mặt của kiếm tiên Thiên Sơn bị đánh đến mức biến dạng. Không phải ông nói tôi không thể phá vỡ cái gọi là quy tắc của ông sao? Bây giờ thế nào? Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lại giáng một cú nữa vào mặt kiếm tiên Thiên Sơn. Phụt, kiếm tiên Thiên Sơn chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bừng bừng rồi lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Mặc dù rất muốn đứng dậy liều mạng với Tiêu Chính Văn, nhưng cụ ta đã bị thương quá nặng. Nhát giáo của Tiêu Chính Văn đã xuyên thẳng vào tim cụ ta. Nếu không phải cụ ta đã đạt tới cảnh giới nhân vương từ lâu, thì bây giờ e là đã trở thành một cái xác. Năm đại danh sơn các ông không tuân theo pháp luật ư. Bịch, Tiêu Chính Văn đấm vào ngực kiếm tiên Thiên Sơn một phát, xương sườn của cụ ta lõm hẳn xuống. Năm đại danh sơn các ông có thể coi thường thiên tử sao? Cứ một câu hỏi của Tiêu Chính Văn, chiếc ủng ra lại đạp mạnh vào ngực kiếm tiên Thiên Sơn một cái. Những cú đá này, chẳng khác gì bị đỉnh thái cực đè xuống. Đau đến nỗi kiếm tiên Thiên Sơn phải co giật từng trận. Phụt, ngay sau đó, kiếm tiên Thiên Sơn lại phun ra một ngụm máu. Với hơi thở cuối cùng, kiếm tiên Thiên Sơn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với ánh mắt cực kỳ hung ác. Cậu, thằng danh đáng chết. Tôi là đồ đệ của thủ lĩnh Thiên Sơn. Cậu dám giết tôi, đợi lúc thủ lĩnh Thiên Sơn trở về, nhất định sẽ giết cả nhà cậu. Kiếm tiên Thiên Sơn dựa vào hơi thở cuối cùng gầm lên với Tiêu Chính Văn. Giết tôi, hừ, vậy tôi lại muốn xem là ai giết ai. Khi Tiêu Chính Văn vừa nói, vừa vung thanh giáo dài trong tay lên xuyên qua cổ họng của kiếm tiên Thiên Sơn. Tiêu Chính Văn, cậu, trong mắt kiếm tiên Thiên Sơn tràn đầy vẻ không cam tâm, nhưng cụ ta không thể làm chủ được sức mạnh trong cơ thể mà cứ thể để nó điên cuồng trôi đi mất. Bịch, Tiêu Chính Văn vung tay lần nữa, cơ thể của kiếm tiên Thiên Sơn hóa thành vô số mảnh thịt vụn nát, rải rác khắp nơi trên mặt đất. Kể từ hôm nay trở đi, trong võ tông, kẻ nào dám thách thức với luật pháp của Hoa Quốc, kẻ nào dám coi thường thiên tử thì kẻ đó chắc chắn sẽ có kết cục như thế này. Giọng nói của Tiêu Chính Văn như tiếng chuông, vang vọng khắp đất trời Hoa Quốc. Câu nói này của Tiêu Chính Văn khiến cả Hoa Quốc chấn động. Trước đây, Tiêu Chính Văn cũng từng nói những lời tương tự, nhưng không ai để tâm đến những lời Tiêu Chính Văn nói. Còn bây giờ... Với thực lực giết cường giả cảnh giới nhân vương, không chỉ người bình thường mà ngay cả năm đại danh sơn cũng không thể coi thường lời nói của Tiêu Chính Văn. Nhất thời, cả nước vô cùng tĩnh lặng, toàn bộ Hoa Quốc rơi vào trầm mặc. Đặc biệt là người của Võ Tông và năm đại danh sơn càng sợ hãi hơn. Vua Bắc Lương hùng mạnh một thời đã quay trở lại, hơn nữa lần này còn mạnh mẽ hơn, không hề có ý định thỏa hiệp hay thương lượng nào cả. Cho dù vật đổi sao rời. Năm đại danh sơn đã có cao thủ làm chủ, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Trong một ngày, giết hai vị cường giả bán bộ nhân vương và cường giả cảnh giới nhân vương. Trong năm đại danh sơn, ai dám đứng lên đấu lại với Tiêu Chính Văn đây? Ban đầu, ai cũng cảm thấy bây giờ không còn là thời đại của vua Bắc Lương nữa. Ngay cả khi Tiêu Chính Văn trở về thì cũng không thể kiểm soát được tình hình. Dù sao trong 5 năm này, linh khí đã khôi phục. Cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở lại, thế lực của năm đại danh sơn ngày càng lớn mạnh, nhưng kết quả thì sao? Tiêu Chính Văn vừa trở lại, anh đã giết vị cường giả cảnh giới nhân vương duy nhất trong năm đại danh sơn ở Long Kinh. Tin tức nhân vương bị giết nhanh chóng truyền khắp mọi nơi. Các thế lực lớn vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn vẫn mạnh mẽ y như lúc một mình đánh Âu Lục năm đó. Bây giờ, anh càng đứng trên đỉnh thế giới. Đây là thực lực của Hoa Quốc. Là uy lực của Tiêu Chính Văn. Đặc biệt,
những người cảnh giới bán bộ nhân vương của các thế lực lớn càng sợ hãi đến mức đổ mồ hôi hột. Tiêu Chính Văn trở về lần này, chắc chắn sẽ tiến hành xử lý một loạt. Đặc biệt, phía Vi Hào càng thêm phần lo lắng. Năm đó, sau khi Tiêu Chính Văn giết gần một nửa người Vi Hào, anh đã từng nói rằng nếu còn tái phạm thì cả nước sẽ diệt vong. Khi tin tức về việc Tiêu Chính Văn giết cường giả cảnh giới nhân vương truyền đến Vi Hào, cả Vi Hào rơi vào cảnh hỗn loạn. Tiêu Chính Văn thực sự rất xuất sắc, còn tài giỏi hơn cả chú Nam. Quý Sương Nhi đứng yên lẩm bẩm một mình. Đã có lúc, cô ta cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một tên hư danh, bất luận là về thực lực hay là hiểu biết thì đều không thể so sánh với chú Nam của cô ta. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, chỉ dùng một chiêu đã giết được nhân vương. Thực lực này, nhận thức này, làm sao chú Nam của cô ta có thể sánh bằng? Ông cụ Quý cũng nở nụ cười gượng gạo. Lúc đầu, khi đại trưởng lão tìm đến nhà họ Quý, cụ ta còn cho rằng thế hệ trẻ ở Hoa Quốc đã không còn ai nữa, nên chỉ có thể dựa vào nhà họ Quý. Nhưng không ai ngờ rằng Hoa Quốc chưa bao giờ cần đến nhà họ Quý cả. Tiêu Chính Văn luôn sống ẩn dật, âm thầm quan sát mọi hành động của năm đại danh Sơn và Võ Tông. Tính cách này không hề phù hợp với độ tuổi của Tiêu Chính Văn. Phải kiên nhẫn rất nhiều mới có nhẫn nhịn trong 5 năm. Từ sự kiên nhẫn này có thể thấy Tiêu Chính Văn đứng đáng là người đứng đầu trong thế hệ trẻ. Ngay cả ở vùng ngoài lãnh thổ, dáng vẻ của vua Bắc Lương cũng đủ để lãnh đạo một phương. Ông cụ Quý lạc giọng nói. Tần Vũ và đại trưởng lão nhìn nhau cười. Cho dù nhà họ Quý đánh giá về Tiêu Chính Văn thế nào thì chỉ cần Tiêu Chính Văn bình an vô sự trong trận chiến này đã là phúc của giới chính trị rồi. Trong sân nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Trương Lăng Phong vô cùng hoảng sợ. Kiếm tiên Thiên Sơn Âu Dương Nghi đáng sợ đến thế nào chứ? Trương Lăng Phong đã từng có vinh dự được gặp người này. Ở trước mặt cụ ta, Trương Lăng Phong còn không dám ngẩng đầu. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn hiếm khi đối xử lịch sự với ai như vậy, nhưng ở trước mặt Âu Dương Nghi, nhà họ Trương cũng không dám gây chuyện. Một người mạnh mẽ như vậy đã chết dưới tay Tiêu Chính Văn thật sao? Cũng may lúc đó nhà họ Trương không đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn, nếu không lúc này nhà họ Trương sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, năm đại danh Sơn vội vàng tập hợp, tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Bởi vì ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng, đó là khiến người của năm đại danh Sơn và Võ Tông phải tuân thủ pháp luật. Ở đây vẫn còn một ẩn ý chưa được nói rõ, đó là đến Long Kinh nhận tội. Mấy năm nay, có bàn tay của đệ tử môn phái nào mà chưa từng dính máu? Có đệ tử của danh Sơn nào mà chưa từng có tội? Cũng không thể tống tất cả người của năm đại danh Sơn vào tù được, vậy thì uy tín ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Lúc này, trên đỉnh núi Hoa Sơn có một người đàn ông trẻ mặc áo bào đỏ đang ngồi ngay ngắn. Gã là Nhạc Dương, người của nhà họ Nhạc thời Nam Tống, cũng là chắt đời thứ 16 của Nhạc Võ Mục. Nhìn mấy trăm người xung quanh làm loạn, sắc mặt của Nhạc Dương vô cùng lạnh lùng. Ngoại trừ người của Huệ Mi không tới, thì bốn đại danh Sơn và hàng trăm tông chủ võ môn đều là tụ tập ở đây. Có thể nói, sau cái chết của Âu Dương Nghi, chỉ còn lại Lý Chính Đạo nhà họ Lý và Nhạc Dương nhà họ Nhạc mới đủ tư cách lãnh đạo những người này. Nhưng khi bọn họ tìm Lý Chính Đạo, nhà họ Lý đã thẳng thừng nói rằng bọn họ không muốn dính líu đến việc lần này. Lý Chính Đạo không hề đếm xỉa đến việc này. Lúc này, chỉ còn lại Nhạc Dương có thể đứng lên làm chủ cho bốn đại danh Sơn, làm chủ cho Võ Tông. Cường giả Hoa Quốc không chịu quay trở về giới thế tục, không phải là vì bọn họ không muốn, mà là khi ở ngoài lãnh thổ, các cường giả Hoa Quốc đang bắt đầu một cuộc chiến lớn với cường giả các nước khác. Mục đích đấu tranh giành quyền lên tiếng sau khi trở về giới thế tục. Từ xưa đến nay, sự trỗi dậy của bất kỳ đế quốc vĩ đại nào cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỉ có những người chinh phục được vùng ngoài lãnh thổ mới có thể lãnh đạo thế giới. Cậu Nhạc, hàm ý trong lời nói của Tiêu Chính Văn là bảo người của năm đại danh Sơn đến Long Kinh nhận tội, nếu không sẽ có kết cục như kiếm tiên Thiên Sơn. Chuyện này, người đại diện môn chủ của Hoa Sơn nhìn Nhạc Dương với vẻ mặt đau khổ. Hoa Sơn và Hằng Sơn là lo lắng nhất, bởi vì cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ bị giết lúc trước chính là người của bọn họ. Lần này, nếu Tiêu Chính Văn muốn xử lý tất cả thì cũng sẽ bắt đầu từ Hoa Sơn và Hằng Sơn. Sao thế, mới đến bước này mà các người đã hoảng sợ rồi sao?
Một tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé mà đã làm các người mất bình tĩnh đến vậy à? Các người không cảm thấy mình đang làm mất mặt sư môn sao? Nhạc Dương đập bàn, tức giận đứng dậy, dùng ánh mắt dữ tợn quét qua mặt mọi người. Cậu Nhạc, có lẽ cậu không biết, lúc trước Tiêu Chính Văn đã cảnh cáo năm đại danh sơn rồi, hơn nữa không ít đệ tử của năm đại danh sơn đã chết trong tay Tiêu Chính Văn. Ngay cả học viện kiếm thuật, Thiên Sơn cũng bị Tiêu Chính Văn xóa sổ rồi. Lúc này, giọng nói của người Hoa Sơn đều lạc đi. Phương thức xử lý của Tiêu Chính Văn rất đơn giản và thô thực, đó là xóa sổ luôn học viện kiếm thuật Thiên Sơn. Nếu đến lượt Hoa Sơn thì e rằng cả Hoa Sơn sẽ không thể tồn tại được nữa. Bao nhiêu năm qua, người có mối thù sâu nặng nhất với Tiêu Chính Văn chính là Hoa Sơn. Ông Nghiêm, ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Cho dù Tiêu Chính Văn có hung hăng đến đâu thì cũng không dám làm gì năm đại danh sơn chúng ta đâu, hắn không thể hủy diệt năm đại danh sơn được. Võ Tông Hoa Quốc bắt nguồn từ năm đại danh sơn, hủy diệt bất kỳ danh sơn nào cũng tương đương với việc cắt đứt cơ nghiệp của Hoa Quốc. Hắn gánh vác nổi trọng trách lịch sử này sao? Chiến sự ngoài lãnh thổ tuy rằng nguy cấp, nhưng có lẽ đã đến lúc ác liệt nhất, sẽ kết thúc nhanh thôi. Đến lúc đó, càng có nhiều cao thủ trở về, Tiêu Chính Văn có thể giết kiếm tiên Thiên Sơn, nhưng hắn có thể giết nhiều cao thủ như vậy không? Đại diện trưởng giáo Hằng Sơn lạnh lùng nói. Trưởng giáo Lư nói đúng, Tiêu Chính Văn không dám nặng tay với năm đại danh Sơn đâu, hơn nữa, lời này của hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ bảo mọi người tuân thủ pháp luật, vì vậy chúng ta không đi thì hắn làm gì được chúng ta. Nhạc Dương chế nhạo, nhưng gã còn chưa kịp dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lại vang lên giữa trời, trong vòng 3 ngày, tất cả đệ tử tông môn của năm đại danh Sơn và Võ Tông. Tất cả những ai làm việc phạm pháp đều phải đến Long Kinh nhận tội. Những ai quá hạn vẫn không đến thì sẽ giết chết không thương tiếc. Giọng nói này vừa vang lên, tất cả mọi người đều chìm vào im lặng. Nhạc Dương nhíu mày, nhìn ai cũng toát mồ hôi hột. Sở Hồng Thiên đâu? Nhạc Dương đột nhiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Nghe Nhạc Dương hỏi như vậy, mọi người mới phát hiện ra quả thực người của Thiên Sơn tới không hề ít, như mấy người Lạc Trường Sinh đều đã tới cả rồi, nhưng Sở Hồng Thiên thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Kiếm tiên Thiên Sơn là sư phụ của Sở Hồng Thiên, sư phụ bị giết, Sở Hồng Thiên lại không lộ diện sao? Thiên Cơ Tử, sư tổ của cháu đâu? Lạc Trường Sinh quay đầu nhìn về phía một đứa bé học võ của Thiên Sơn, hỏi. Sư tổ ông ấy ra ngoài rồi, đứa bé rụt rè nói. Cái gì, ra ngoài rồi, căn bản không cần phải nghĩ nhiều, Sở Hồng Thiên nhất định đã chạy tới Long Kinh nhận tội với tên Tiêu Chính Văn kia rồi. Sở Hồng Thiên, Nhạc Dương nghe thấy lời này thì tức phát điên lên, suýt phun ra máu. Rất rõ ràng, Thiên Sơn bây giờ đã phân thành hai phái, một phái là do Sở Hồng Thiên đứng đầu, tình nguyện âm thầm chịu đựng, cun cút nhận tội với Tiêu Chính Văn và giới chính trị. Mặc dù Sở Hồng Thiên không thể đại diện cho cả Thiên Sơn, thế nhưng ông ta mở màn như vậy lại hết sức bất lợi cho năm đại danh Sơn. Ôi, ngay cả Thiên Sơn cũng phải khiếp sợ Tiêu Chính Văn. Ông Nghiêm của Hoa Sơn bất lực thở dài một hơi. Điều này cũng khó trách, ngay cả sư phụ của Sở Hồng Thiên cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn, lỡ như Tiêu Chính Văn thật sự đánh tới Thiên Sơn, lẽ nào cứ để mặc cho Thiên Sơn bị hủy diệt hay sao? Ông Lư lại cực kỳ thấu hiểu cảnh ngộ của Sở Hồng Thiên. Thật ra vẫn là câu nói đó, đừng nói Tiêu Chính Văn, dù là thiên tử thì cũng không dám làm gì năm đại danh Sơn. Hơn nữa, trong Võ Tông vẫn có một trường hợp đặc biệt. Võ Thần Tông. Võ Thí Thiên sẽ nể mặt Tiêu Chính Văn hay sao? Giữa bọn họ nhất định cũng sẽ phải đấu một trận. Trước lúc đó, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không dám làm gì năm đại danh Sơn đâu. Nhạc Dương trầm giọng nói. Những lời này của gã cũng chính là những gì mà trong lòng Lý Chính Đạo đang nghĩ. Nhà họ Lý không muốn lo mấy chuyện bao đồng này là bởi vì bên trong có quá nhiều trói buộc. Lẽ ra nhà họ Lý ủng hộ Tiêu Chính Văn. Ít nhất sẽ không trở thành phe đối lập với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng chuyện của Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc đều cực kỳ nan giải. Võ Thí Thiên giống với Tiêu Chính Văn, trong vòng 5 năm này gần như đều không hề lộ diện. Không biết trên người Võ Thí Thiên lại đang cất giấu bao nhiêu bí mật. Thế tử, trong vòng 3 ngày, e rằng Hoa Quốc sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo cau mày nói. Lần này Tiêu Chính Văn quả thực hơi ngông cuồng. Dù năm đại danh Sơn không nể mặt cậu ta thì cậu ta dám thế nào đây chứ?
thiên tử cũng sẽ không ủng hộ cậu ta diệt sạch tận gốc năm đại danh sơn, đó là nền móng từ xưa tới nay của Hoa Quốc, tuyệt đối không thể động vào. 3 ngày, dù là 30 ngày, năm đại danh sơn cũng sẽ không cúi đầu trước cậu ta, từ xưa tới nay, dù mạnh như vua Đường thì cũng không thể ra lệnh cho năm đại danh sơn. Dù là tổ tiên của nhà chúng ta thì cũng từng là đệ tử của năm đại danh sơn, Tiêu Chính Văn cậu ta có mạnh tới độ nào đi nữa thì cũng làm sao có thể đối đầu được với tông môn đã lưu truyền hàng vạn năm. Ông quá coi thường năm đại danh sơn rồi, Lý Chính Đạo khẽ thở dài nói. Thật ra năm đại danh sơn vẫn có một con át chủ bài chưa sử dụng, đó chính là Hộ Sơn Đại Trận. Đó đều là do tiền bối của năm đại danh sơn xây dựng vào mấy trăm năm trước, thậm chí là cả nghìn năm trước. Đừng nói là Tiêu Chính Văn, dù là Lý Chính Đạo thì cũng không dám tùy tiện xông vào. Mỗi một tòa Hộ Sơn Đại Trận đều có trận nhãn, đều có thần binh bảo vệ. Dù là cường giả ở cảnh giới nhân vương, ở trước mặt thần binh thì cũng chỉ bé như con kiến. Trước đó, Hộ Sơn Đại Trận của năm đại danh sơn chỉ có công năng phòng ngự là bởi vì cao thủ vẫn chưa trở về, căn bản không kiểm soát được Hộ Sơn Đại Trận. Mà bây giờ, khi mà rất nhiều cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương trở về, Hộ Sơn Đại Trận của năm đại danh sơn không chỉ có thể phòng ngự mà thậm chí còn có thể tiến công. Một khi khởi động sức mạnh giết chóc của những thần binh kia, đó sẽ là đại nạn long trời lở đất. Ôi, chờ đi! Hành động này của Tiêu Chính Văn sẽ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi, tới lúc đó, e rằng ngay cả thiên tử cũng sẽ không thoát được. Lý Chính Đạo bất lực thở dài. Mà ở một bên khác, Tiêu Chính Văn giao lại tất cả hiện trường cho Long Thất và Long Ngũ, sau đó theo mấy người Tần Vũ và Đại trưởng Lão đi thẳng tới thiên tử các. Lần này Tiêu Chính Văn trở về, người vui mừng nhất đương nhiên chính là thiên tử. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, thiên tử kích động tới độ nước mắt lưng tròng. Thậm chí ngay cả giày cũng chẳng kịp mang, bước nhanh từ trên ghế rồng tới trước cửa, kéo tay Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Vương. Đã 5 năm rồi, 5 năm qua cậu vẫn ổn chứ? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, cảm ơn thiên tử đã nhớ đến tôi, trong 5 năm vừa qua, thế sự đổi rời, có điều dù thế nào thì Hoa Quốc cũng không thể loạn được. Còn Tiêu Chính Văn tôi ngày nào, đám loạn thần tặc tử đừng mơ động tới giới chính trị. Nghe thấy những lời này của Tiêu Chính Văn, thiên tử hết sức cảm động nói, có Tiêu Vương ở đây thật đúng là may mắn của Hoa Quốc, may mắn của muôn dân. Mau, vào trong đi, thiên tử kéo lấy tay Tiêu Chính Văn rồi cùng ngồi vào ghế. Thiên tử, ban nãy cậu Tiêu cũng nói rồi, bắt năm đại danh sơn và các tông môn lớn tới Long Kinh thẩm vấn trong vòng 3 ngày, chuyện này Tần Vũ nói với vẻ mặt lo âu. Biểu cảm của thiên tử hơi đờ ra, sau đó lạnh lùng nói. Năm đại danh sơn cậy nền móng thâm sâu, từ lúc linh khí phục hồi tới nay thì càng thêm tác oai tác quái, cũng tới lúc phải tính sổ với bọn họ rồi. Tần Vũ, cậu thay bản quân hạ lệnh, năm đại danh sơn, các phái võ tông buộc phải nghe theo khẩu dụ của Tiêu Vương, tới Long Kinh tiếp nhận điều tra. Kẻ nào làm trái lệnh sẽ quy vào tội phản quốc. Ôi, đại trưởng lão nghe vậy thì không khỏi sững sờ, nói thiên tử. Lẽ nào thiên tử thật sự muốn đối đầu với năm đại danh sơn, đại trưởng lão? Thiên tử khẽ xua tay nói, năm đại danh sơn không thể trốn chạy khỏi vòng pháp luật, bất luận bọn họ từng lập được công trạng gì cho Hoa Quốc thì cũng cần phải tuân thủ luật pháp. Từ 5 năm trước tới giờ, chuyện bọn họ tàn sát nhân dân còn ít hay sao? Giới chính trị vẫn luôn ghi nhớ tất cả, bây giờ cũng nên tính toán hết các món nợ rồi. Nghe thiên tử nói tới đây, đại trưởng lão cũng chỉ đành gật đầu lia lịa. Đúng vào lúc này, một cung nhân bước nhanh từ ngoài cửa vào trong đại điện, nói với thiên tử và Tiêu Chính Văn, thiên tử, Tiêu Vương. Bên ngoài cửa có một ông lão, tự xưng là tội nhân Thiên Sơn Sở Hồng Thiên, xin được gặp Tiêu Vương và thiên tử. Cái gì, đại trưởng lão và Tần Vũ không khỏi ngẩn ra, không một ai ngờ được người đầu tiên tới nhận tội lại là Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn. Mời vào, thiên tử lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, Sở Hồng Thiên đã khép nép bước vào trong đại điện, vừa mới bước qua cửa đã quỳ luôn xuống đất. Tội nhân Sở Hồng Thiên tới đây đầu thú. Xin vua Bắc Lương đại nhân đại lượng, tha thứ cho tôi. Sở Hồng Thiên của bây giờ rõ ràng còn ngoan hơn cả bé ngoan. Dù gì ngay cả sư phụ của ông ta cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, còn tiếp tục đối kháng với Tiêu Chính Văn, đối với Thiên Sơn mà nói thì chỉ là tai họa. Còn về sau này, ông ta căn bản không nghĩ nổi xa như vậy. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn Sở Hồng Thiên,
khẽ gật đầu nói, ừ, coi như ông cũng hiểu chuyện, dù gì sau khi ông trở về cũng chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn, những hành vi mà đệ tử Thiên Sơn đã làm cũng không thể bắt một mình ông chịu trách nhiệm hết. Nghe thấy lời này, trái tim thấp thỏm của Sở Hồng Thiên cũng bình tĩnh trở lại. Vua Bắc Lương, e rằng đa phần những người khác của năm đại danh Sơn đều sẽ cảm thấy không phục, tới lúc đó, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho vững đấy. Sở Hồng Thiên vội vàng nịnh nọt. Ừ, chuyện này đương nhiên không cần ông phải lo lắng. Tôi tương đối quen thuộc với năm đại danh Sơn, trong vòng 3 ngày này, ông cứ ở lại Long Kinh chờ điều động. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Vâng vâng vâng, tôi vinh hạnh lắm. Sở Hồng Thiên gật đầu lia lịa, bất luận Tiêu Chính Văn có bảo ông ta làm gì thì cũng tốt hơn là mất mạng. Nửa tiếng đồng hồ sau, Sở Hồng Thiên vừa đi ra khỏi Thiên Tử Các đã ngồi sụi lơ trên đất, cũng coi như qua được một kiếp nạn rồi. Sau khi Sở Hồng Thiên đi, Tần Vũ khẽ nhíu mày nói, cậu Tiêu, nếu như người của năm đại danh Sơn và Võ Tông tới nhận tội, cậu định xử lý bọn họ như thế nào? Trừng trị bọn họ thế nào ư? Tước bỏ tất cả đặc quyền của bọn họ, kể từ ngày hôm nay đều phải chịu sự quản thúc của giới chính trị. Ngoài ra còn có một việc nữa phải bắt bọn họ làm, nếu như đã ung dung tự tại lâu như vậy thì buộc phải làm chút gì đó cho đạo nghĩa. Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt lạnh tanh. Mặc dù Tần Vũ không biết đạo nghĩa mà Tiêu Chính Văn nhắc tới chỉ cái gì. Thế nhưng từ trong biểu cảm của Tiêu Chính Văn, không khó để nhìn ra người của năm đại danh Sơn nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đau đớn. Cũng có thể nói, Tiêu Vương không định lấy quốc pháp để trừng trị bọn họ. Thiên Tử hơi nhíu mày nói. Tiêu Chính Văn khẽ lắc lắc đầu, dùng quốc pháp đi trừng trị những người trong võ thuật này quả thực không thích hợp. Hơn nữa, điều đó đồng nghĩa với việc tự hủy bỏ tường thành. Loại chuyện này, Tiêu Chính Văn tuyệt đối sẽ không làm. Đối với mấy người này vẫn còn biện pháp trừng trị tốt hơn, tới lúc đó nhất định sẽ khiến cho Thiên Tử hài lòng. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Thiên Tử khẽ gật đầu, quyết sách của Tiêu Chính Văn nhất định không tồi, từ lúc Thiên Tử lên ngôi tới nay thì luôn hết sức tín nhiệm Tiêu Chính Văn. Mà sự thật cũng chứng minh Tiêu Chính Văn hết lần này tới lần khác cứu Hoa Quốc thoát khỏi nguy nan, chưa từng hổ thẹn với quốc gia và kỳ vọng mà Thiên Tử dành cho anh. Hơn nữa, từ lúc linh khí phục hồi tới nay, những người trong võ tông đều ngày một điên cuồng hơn. Những tội trạng mà bọn họ phạm phải, thậm chí có xử bắn vài lần cũng không thể đền hết được. Nếu như chỉ một phát súng đoạt mạng thì thật sự còn quá là nhẹ nhàng cho đám người này. Ông cụ quý nghe Tiêu Chính Văn nói tới đây thì không khỏi thầm bái phục tấm lòng của Tiêu Chính Văn. Theo như suy nghĩ của cụ ta, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ lợi dụng những tội trạng trước đây của đám người này để ép họ quy phục anh. Thế nhưng rõ ràng anh không có chút tư lợi nào, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện bản thân đạt được lợi ích gì từ trong đó. Chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến cho ông cụ quý chấn động rồi. Nhà họ Quý vẫn luôn hy sinh quên mình vì an nguy của Hoa Quốc không phải là giả, thế nhưng bên trong đó cũng khó tránh khỏi ý muốn giành lấy chút lợi ích về mình. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại không như vậy, từ một mức độ nào đó mà nói, nhân cách của Tiêu Chính Văn đã cao hơn nhà họ Quý quá nhiều rồi. Vua Bắc Lương, mặc dù bây giờ cậu đã giết chết Âu Dương Nghi, theo lý mà nói, năm đại danh Sơn đều sẽ vì thế mà chấn động, thế nhưng lỡ như 3 ngày nữa, năm đại danh Sơn nhất quyết không tới, đến lúc đó nên xử lý bọn họ như thế nào đây? Đại trưởng lão hơi lo lắng nói. Dẫu sao đám người của năm đại danh Sơn và Võ Tông đều lộng hành thành quen luôn rồi. Dù có kiêng dè Tiêu Chính Văn thì cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện đó rất đơn giản, nếu như bọn họ không muốn đền tội thì tôi sẽ giúp bọn họ phải đền tội. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ôi, lời này vừa thốt ra, đại trưởng lão không khỏi ớn lạnh. Lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự sẽ đánh vào năm đại danh Sơn và tính sổ với bọn họ? Thiên Tử không có động thái gì, người của năm đại danh Sơn nên bị quản thúc từ lâu rồi. Giết cũng được, giữ lại cũng được, Thiên Tử đều không muốn hỏi quá nhiều. Chỉ cần muôn dân Hoa Quốc có thể an cư lạc nghiệp thì Thiên Tử đã làm tròn chức trách của mình rồi. Mấy ngày tiếp theo ở Long Kinh nói riêng và Hoa Quốc nói chung, lòng người nhất thời đều trở nên hoang mang rối loạn. Đặc biệt là mấy thế lực ỷ lại vào Võ Tông hay những gia tộc hoành hành ngang ngược càng bất an hơn thế. Đặc biệt là mấy gia tộc trước đây từng tham gia cùng với năm đại danh Sơn hắt nước bẩn lên trên người Tiêu Chính Văn càng giống như con kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng ông cụ Trần của nhà họ Trần ở Long Kinh lại khịt mũi khinh thường việc Tiêu Chính Văn trở về. Mặc dù nhà họ Trần bọn họ mới là quân chủ lực giúp năm đại danh sơn công kích Tiêu Chính Văn trên các kênh truyền thông lớn, thế nhưng chính vì bọn họ góp sức nhiều nhất nên mấy lần năm đại danh sơn đã bảo đảm với nhà họ Trần, bất luận vào lúc nào, năm đại danh sơn cũng đều là chỗ dựa kiên định nhất của nhà họ Trần. Vậy nên khi những gia tộc khác đều đang móc nối quan hệ, nghĩ đủ mọi cách liên lạc với Tiêu Chính Văn, hy vọng xóa bỏ được tội trạng khi trước của bản thân, chỉ có nhà họ Trần là vẫn lạnh lùng bàng quan. Lúc ông cụ Trần đang thưởng trà, một người nhà bước nhanh từ bên ngoài cửa vào trong, nói ông cụ, tổng tư lệnh Tần tới. Tần Vũ, Trần Hoa An nhíu mày nhìn người thanh niên đứng bên cạnh, xua tay nói, mời vào. Chẳng bao lâu sau, Tần Vũ đã bước vào trong phòng khách nhà họ Trần, đầu tiên là chắp tay với Trần Hoa An, sau đó lại nhìn người thanh niên bên cạnh Trần Hoa An rồi khẽ gật đầu. Tổng tư lệnh Tần trăm công nghìn việc, rảnh rỗi ghé thăm đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Trần Hoa An nói rồi vội vàng đứng dậy đáp lễ. Tần Vũ bình thản cười nói, ông Trần, không cần phải khách khí, thật ra mục đích tới đây của tôi, không cần nói có lẽ ông cũng biết rồi. Bây giờ, thế cục đã hết sức rõ ràng, tôi cảm thấy nhà họ Trần không còn thích hợp để nắm giữ kênh truyền thông của Hoa Quốc thêm nữa, nếu như tôi là ông Trần thì nhất định sẽ chủ động trao quyền. Giọng điệu của Tần Vũ hết sức hòa hoãn, thế nhưng bên trong vẫn mang theo mấy phần uy hiếp. Từ trước tới giờ, nhà họ Trần có thể nắm giữ cơ quan ngôn luận của Hoa Quốc vẫn là nhờ vào quan hệ với ông Dương của Long Các. Thế nhưng kể từ sau khi linh khí phục hồi, nhà họ Trần lại nhào vào trong lòng năm đại danh sơn đầu tiên, cố ý đối đầu với giới chính trị. Lần tính sổ này đương nhiên cũng không thể bỏ qua nhà họ Trần. Có điều nể mặt ông Dương, Tần Vũ cũng không muốn làm khó nhà họ Trần. Chỉ cần nhà họ Trần chịu phối hợp, Tần Vũ vẫn có thể để nhà họ Trần rút lui trong êm đẹp. Chú Tần, nhà chúng tôi không làm chuyện gì trái với pháp luật nhỉ. Mặc dù trước đây có một số bài báo đề cập tới vua Bắc Lương, thế nhưng đó cũng đều là sự thật mà. Nam thanh niên bên cạnh không cho là đúng mà phản bác lại. Tần Vũ nghe thấy vậy thì cười khẩy, nói, cậu chủ Trần, tôi nghĩ là có một điều khoản pháp luật dường như cậu vẫn chưa đọc kỹ. Từ trên xuống dưới Hoa Quốc. Bất luận là ai đều không được phép bàn tán sau lưng vương tước, vua Bắc Lương là bậc quân vương, bàn tán sau lưng đều phải dùng luật pháp để luận tội, huống hồ nhà họ Trần mấy người lại còn công khai bôi nhọ trên truyền thông. Nghe thấy lời này, sắc mặt Trần Hoa An không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra chuyến đi lần này của Tổng tư lệnh Tần là để khởi binh hỏi tội. Nếu là như vậy thì chỉ có thể khiến Tổng tư lệnh Tần thất vọng mà thôi. Tôi vẫn luôn cho rằng, bất luận là ai, truyền thông đều có quyền được cho mọi người biết về chân tướng. Mặc dù chuyện Tiêu Chính Văn giết chết Kiếm Tiên Thiên Sơn đã lan truyền khắp Hoa Quốc từ lâu. Thế nhưng ở trong mắt Trần Hoa An, nền móng của năm đại danh Sơn thâm sâu tới độ nào? Trải qua nghìn năm lịch sử cũng không có triều đại nào có thể xóa bỏ tên của năm đại danh Sơn ra khỏi Hoa Quốc. Nếu như chỗ dựa của lão là năm đại danh Sơn thì việc gì phải bận tâm tới tên vua Bắc Lương nhỏ bé kia nữa? Ông Trần! Thật ra chuyến đi lần này của tôi không phải là để khởi binh hỏi tội, nếu không cũng sẽ không chỉ tới đây một thân một mình, Hắc Băng Đài có nhà tù, cũng có cả nhân lực. Nếu thật sự muốn khởi binh hỏi tội, e rằng nhà họ Trần của ông đã bị bao vây không còn khe hở nào từ lâu. Trần Hoa An cười lạnh lùng, nhìn Tần Vũ nói, Tổng tư lệnh Tần, tôi nghĩ nếu như Tiêu Chính Văn đã trở về rồi, cậu ta cũng không dám động tới năm đại danh Sơn đâu nhỉ. Sau lưng tôi chính là Hằng Sơn. Đừng nói là Hắc Băng Đài của cậu, dù là thiên tử thì cũng có thể làm gì được tôi. Cử người bao vây nhà họ Trần chúng tôi ư? Lời này của Tổng tư lệnh Tần hình như hơi thái quá rồi. Trần Hoa An nói với vẻ hết sức tự tin. Dù Tiêu Chính Văn mạnh mẽ tới đâu thì cũng có thể so với năm đại danh Sơn hay sao? Sau lưng Tiêu Chính Văn không có bất cứ thế lực cường đại gì, mà năm đại danh Sơn thì sao? Nền móng thâm sâu là thứ mà một mình Tiêu Chính Văn có thể so được hay sao? Người xưa có câu, đánh bừa mà lại ra thắng lớn, cả người Tiêu Chính Văn là sắt thì cũng có thể làm nên được trò trống gì. Chú Tần, có câu này không biết có nên nói hay không, thế nhưng tôi vẫn phải nói ra. Hiện giờ vùng ngoài lãnh thổ đang xảy ra đại chiến, hơn nữa chiến sự lại còn căng thẳng, vậy nên Tiêu Chính Văn chỉ có thể điên cuồng nhất thời, chẳng bao lâu nữa. Anh ta nhất định sẽ bị cao thủ của năm đại danh Sơn trở về tính sổ. Tới lúc đó,
nếu như chú Tần gặp phải chuyện gì nguy nan, nhà họ Trần chúng tôi nhất định sẽ ra tay tương trợ. Lời này vừa mới thốt ra, sắc mặt của Tần Vũ lập tức biến đổi. Lần này anh ta đến hoàn toàn có ý tốt, thế nhưng thật không ngờ một tên nhãi danh của nhà họ Trần cũng dám uy hiếp mình. Được, xem nhà họ Trần kiên quyết muốn đối địch với giới chính trị và Tiêu Vương. Vậy thì tôi cũng không nhiều lời thêm nữa, sau này khắc tự có kết luận. Chỉ là tới lúc đó mong ông Trần đừng có mà hối hận. Tần Vũ thấy đối phương căn bản không cảm kích thì liền đứng dậy sải bước đi ra bên ngoài. Hừ, Tần Vũ, chúng ta đánh cược với nhau đi, trong vòng 3 ngày, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ, tới lúc đó, tôi sẽ ở yên trong nhà đợi Tiêu Chính Văn tới tận nơi chào hỏi. Trần Hoa An cao ngạo châm biếm. Người ta có câu, rất khó khuyên nhủ một tên đáng chết, Tần Vũ cũng đã nói những lời nên nói rồi. Nếu Trần Hoa An không chịu nghe thì tiếp đó có xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì cũng không liên quan đến Tần Vũ. Nghĩ đến đây, Tần Vũ thở dài trầm giọng nói, ông Trần đã nói đến mức này thì tôi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ là sau này nhà họ Trần có gì khó khăn đừng tìm đến tôi. Nói xong Tần Vũ đứng dậy rời đi. Đi thong thả không tiễn. Trần Hoa An thậm chí không thèm nhấc mông lên, chỉ chắp tay với Tần Vũ, khinh thường nói. Với quan hệ của nhà họ Trần và năm đại danh sơn thì còn phải cầu xin Tần Vũ sao? Đúng là nực cười, thoáng chốc đã đến kỳ hạn 3 ngày. Lúc này trong một khách sạn xa hoa của khách sạn Thiên Thụy ở Long Kinh, Tiêu Chính Văn đang ngồi chính giữa, xung quanh khách sạn đã có rất nhiều người vây quanh. Bên trong có vài tông chủ và môn chủ của võ tông, cũng có không ít những người chạy đến hóng chuyện. Dù sao 3 ngày trước Tiêu Chính Văn cũng đã nói sẽ khiến năm đại danh sơn đến Long Kinh nhận hình phạt. Rất nhiều người đều tò mò năm đại danh sơn có nghe theo lời của Tiêu Chính Văn không. Không ít truyền thông tin tức trong và ngoài nước đều dựng máy quay ở các tòa nhà cao tầng ở khu vực lân cận. Có vài truyền thông còn sử dụng trục thăng để phát sóng trực tiếp hiện trường. Mọi người nói xem người của năm đại danh sơn liệu có đến hay không. Tôi nghĩ không hẳn. Đừng thấy Tiêu Chính Văn giết không ít cao thủ năm đại danh sơn mà lầm, căn cơ của năm đại danh sơn ở đó, sao có thể dễ dàng đầu hàng. Nhưng nếu người của họ không đến, cao thủ ngoài lãnh thổ lại không thể quay về kịp lúc, Tiêu Chính Văn sẽ không xử lý hết năm đại danh sơn chứ. Xử lý, thế thì anh không biết rồi, từ thời Thiên Tần đến nay có ai dám chỉ tay năm ngón với năm đại danh sơn. Quân vương uy quyền của các thời đại cũng phải nể mặt họ. Cùng lúc đó trên mạng cũng thảo luận sôi nổi. Có hơn một nửa số người cho rằng năm đại danh sơn không thể cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Dù sao thân phận của Tiêu Chính Văn khá đặc biệt, vua Bắc Lương lại chẳng phải thiên tử, càng không thể đại diện cho võ tông. Nếu cúi đầu trước Tiêu Chính Văn thì đồng nghĩa với việc chịu thua giới chính trị. Ngay khi mọi người đang bàn bạc xôn xao thì một tài khoản tên là Thiên Thần Tử nói thẳng trên các diễn đàn lớn, hừ. Đừng nói Tiêu Chính Văn anh chỉ là một vua Bắc Lương, dù có là thiên tử cũng không dám bảo người của năm đại danh sơn đến Long Kinh. Anh ta nghĩ giết được kiếm tiên Thiên Sơn thì có thể ra lệnh cho năm đại danh sơn sao? Đúng là người ngu nói mớ. Lời này vừa xuất hiện lập tức dậy lên một đợt sóng lớn trong dư luận. Cùng lúc đó bên Hoa Sơn lại có người công khai khiêu chiến, Tiêu Chính Văn, cậu chẳng qua chỉ là tầng một nhân vương, năm đại danh sơn tôi có thực lực vượt xa cậu. Dù là xét về vai vế, cậu cũng chỉ là một tiểu bối. Nếu cậu đến chơi, có lẽ chúng tôi sẽ đối đãi lịch thiệp với cậu, nhưng bảo bọn tôi đến Long Kinh thì không thể. Lần này mặc dù chỉ có Hoa Sơn để lộ thân phận, công khai đối đầu với Tiêu Chính Văn, nhưng cũng tỏ rõ cõi lòng và quyết tâm của năm đại danh sơn. Cùng lúc đó nhà họ Trần thấy thái độ cứng rắn của năm đại danh sơn cũng lập tức tác động đến tất cả thủy quân trên mạng và các truyền thông lớn. Rồi lại thêm một đợt tấn công dư luận mới với Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy tiếng bàn luận của tất cả mọi người khắp nơi, khó xử nhất vẫn là nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Lúc này ngay cả đệ tử môn nhân của Thiên Sơn cũng chia thành hai phe. Mấy người do Sở Hồng Thiên dẫn đầu đã đến Long Kinh để nhận tội chịu phạt với Tiêu Chính Văn. Còn đám người do Lạc Trường Sinh dẫn đầu lại đồng lòng với bốn đại danh sơn khác mặc kệ lời nói của Tiêu Chính Văn. Nhà họ Trương là một gia tộc lớn, cũng trở nên khó xử. Ông nội, thật ra chuyện này không cần nói nhiều, mặc dù nhà họ Trương có chỗ dựa là Thiên Sơn nhưng bây giờ đang đứng giữa ngã tư đường,
ngộ nhỡ đứng về sai phía thì nhà họ Trương sẽ chịu đòn công kích có tính hủy diệt. Với cách làm việc trước nay của Tiêu Chính Văn, năm đại danh sơn chắc chắn sẽ bị hắn xử lý, nhà họ Trương chúng ta khác với năm đại danh sơn, căn cơ lại càng không thể so sánh. Cúi đầu chịu tội là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Ông nội, không thể do dự thêm nữa. Trương Lăng Phong gấp gáp nói. Hắn biết rất rõ Tiêu Chính Văn là người thế nào. Nhớ đến năm đó khi ở Âu Lục, ngay cả gia tộc Vương Thất mà Tiêu Chính Văn cũng dám tiêu diệt. Trong mắt Tiêu Chính Văn, năm đại danh sơn hay các gia tộc lớn gì đó chẳng đáng nhắc đến. Muốn bàn về thâm niên, lớn nhỏ với Tiêu Chính Văn càng nực cười hơn. Trong võ tông, bàn về thâm niên, lớn nhỏ thì có rất nhiều người lớn hơn Tiêu Chính Văn, có vai vế cao hơn anh. Nếu thâm niên và vai vế có thể đè ép được anh thì sẽ có chuyện ngày hôm nay sao? Thậm chí ngay cả kiếm tiên Thiên Sơn cũng không cần lộ mặt, Tiêu Chính Văn đã biến mất khỏi dòng thời gian lịch sử rồi. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương vừa quay về từ vùng ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương, Trương Hồng Đồ khẽ nheo mắt lại, nhất thời cũng hơi tiến thoái lưỡng nan. Trương Lăng Phong nói không phải không có lý. Nhưng Tiêu Chính Văn dám xử lý năm đại danh sơn thật sao? Ông ta không dám tin một mình Tiêu Chính Văn lại công khai đối đầu, thậm chí hủy diệt năm đại danh sơn. Khi Trương Hồng Đồ do dự không quyết định thì bên Hoa Sơn lại có người công khai nói, hừ, năm đại danh sơn bọn tôi muốn xem thử hôm nay cả võ tông ai dám đến chịu tội với Tiêu Chính Văn. Lời này càng gây ra sự nhốn nháo. Quả thật tông môn ở cả võ tông chạy đến Long Kinh vẫn không đến 1/3. Đa số đều đang ngóng xem hoặc nên nói là đợi xem bước tiếp theo của Tiêu Chính Văn. Sở Hồng Thiên tôi tình nguyện chấp nhận mọi điều kiện của vua Bắc Lương, ra sức vì đất nước, từ nay tuân thủ pháp luật. Thiên Kiếm Tông tôi nguyện lòng tuân thủ pháp luật, trung thành với nước. Chỉ thoáng chốc mười mấy tông chủ rất có tầm ảnh hưởng đều lên tiếng, khiến ông lão công khai hô hào bên Hoa Sơn bỗng chốc nghẹn lời. Trong sự chú ý của mọi người và vô số máy quay, Sở Hồng Thiên nghiêm chỉnh đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn cúi người xuống nói, Sở Hồng Thiên ở Thiên Sơn kính chào vua Bắc Lương. Bắt đầu từ ông ta, mấy người Độ Thiên chân nhân cũng lần lượt cúi người chào Tiêu Chính Văn, sau đó đều được các đệ tử của Điện Thần Long dẫn đến ngồi bên cạnh. Lần này trong đám người chạy đến gặp Tiêu Chính Văn cũng không phải chỉ có Sở Hồng Thiên là cường giả bán bộ nhân vương. Nhưng trong số họ ngoài Sở Hồng Thiên thì những người còn lại đều gặp Tiêu Chính Văn lần đầu. Nhưng cho dù họ nghĩ thế nào, Tiêu Chính Văn là một cao thủ đỉnh cấp, thoạt nhìn cũng không khác người bình thường là mấy. Đây cũng là điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi sau khi giết liên tiếp hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương, lại một đòn giết cả kiếm tiên Thiên Sơn cao thủ cảnh giới nhân vương. Đây là có thực lực đáng sợ thế nào? E là các con cháu trong gia tộc lâu đời kia chưa hẳn có thể làm được như Tiêu Chính Văn, trong một ngày giết cả nhân vương. Độ Thiên chân nhân đưa mắt nhìn gần 50 tông chủ lớn của võ tông xung quanh, khẽ nhíu mày. Trong năm đại danh sơn, chỉ có Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn đích thân đến, 4 năm danh sơn khác không hề nể mặt Tiêu Chính Văn. Càng quá đáng hơn là tông môn đến đây chưa bằng một nửa số lượng tông môn trong võ tông. Rõ ràng là cả võ tông đều đang đợi xem trò cười của Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, xem ra bên phía năm đại danh sơn vẫn bất mãn với cậu. Độ Thiên chân nhân nhíu mày nói. Không sao, từ lúc linh khí quay về, năm đại danh sơn làm loạn thiên hạ, tôi đang sầu vì không có cớ xử lý năm đại danh sơn, như thế cũng tốt. Tiêu Chính Văn không hề để ý cười nói, sau đó bưng tách trà nhấp một ngụm. Nghe anh nói thế, Sở Hồng Thiên không khỏi nhíu mày, không ngờ Tiêu Chính Văn lại muốn xử lý năm đại danh sơn thật. Thật ra xử lý mà họ nói chính là nhổ cỏ tận gốc. Giết sạch hết tất cả đệ tử trong thế tục của năm đại danh sơn. Nhưng trong các đại danh sơn, mặc dù không có cao thủ cảnh giới nhân vương quay về, nhưng vẫn có trận pháp bảo vệ. Người khác không biết nhưng Sở Hồng Thiên lại tường tận về nó. Trận pháp bảo vệ này đừng nói là giết nhân vương, dù là cường giả đế cảnh cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân mà rút lui. 5 phút cuối cùng, nếu năm đại danh sơn đã quyết định thì phải chuẩn bị gánh lấy hậu quả này. Tiêu Chính Văn liếc nhìn đồng hồ, trầm giọng nói. Lúc này, Long Ngao bước nhanh vào khách sạn, nói nhỏ vào tai Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói, ồ, Long Nguyệt đi Âu Lục rồi sao?
Long Ngao gật đầu, đúng vậy, gia tộc Canter trao trả một tòa lâu đài cổ của Long Vương cho đại sứ Hoa Quốc chúng ta, cho nên Long Nguyệt đã đích thân dẫn người đi nhận. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn mới yên tâm gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ. Chớp mắt, 10 phút đã trôi qua, ngoài cửa vẫn không có bất kỳ người võ tông nào bước vào. Lúc này, các phương tiện truyền thông lớn cũng đưa tin trực tiếp. Trần Hoa An xem tin tức từ các phương tiện truyền thông, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ, hừ. Lần này Tiêu Chính Văn rơi vào thế đâm lao phải theo lao. Năm đại danh sơn chỉ có Sở Hồng Thiên đến, còn những tông môn có danh tiếng trong võ tông không hề để ý đến cậu ta. Vẫn là ông nội nhìn xa trông rộng. Không chỉ vậy, cả võ thần tông và Dược Vương Cốc đều không phái người đi hỗ trợ Tiêu Chính Văn, bây giờ Tiêu Chính Văn thật sự chỉ có một mình chống chọi. Người thanh niên trẻ ngồi bên cạnh cũng giễu cợt. Hừ, kết quả này đã được định sẵn ngay từ đầu rồi. Nếu không phải Tiêu Chính Văn quá kiêu ngạo thì sao có thể muối mặt đến vậy? Dù sao năm đại danh sơn cũng đồng hành cùng Hoa Quốc từ thời Tiên Tần đến nay, bọn họ có gốc rễ vững chắc, sao có thể bị một tên tiểu bối như Tiêu Chính Văn chi phối? Trần Hoa An nói đến đây càng tỏ ra đắc ý. Lúc này, trong trang viên nhà họ Lý, sau khi xem những tin tức liên quan, Lý Chính Đạo tắt điện thoại, trầm trọng nói, dù sao Tiêu Chính Văn cũng còn quá trẻ. Cậu ta cho rằng giết được Âu Dương Nghi thì có thể khiến năm đại danh sơn đầu hàng sao? Chắc cậu ta không biết, trong số những cao thủ chân chính trong năm đại danh sơn, Âu Dương Nghi cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Nếu không phải chiến sự ở vùng ngoài lãnh thổ đang căng thẳng thì sẽ không đến lượt Âu Dương Nghi phô trương danh thế. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão nhà họ Lý cũng gật đầu đồng tình. Chuyện này đúng là như vậy, cái chết của Âu Dương Nghi quả thực có thể chấn động năm đại danh sơn. Nhưng không đủ để thuần phục bọn họ. Không phải năm đại danh sơn ngông cuồng, mà là bọn họ quả thực không tầm thường. Chuyện đã đến nước này, cả Tiêu Chính Văn và năm đại danh sơn đều đang ở thế giằng co. Mặc dù bề ngoài, không bên nào được lợi. Nhưng Tiêu Chính Văn lại đại diện cho giới chính trị, như vậy sẽ giúp tăng thêm khí thế cho năm đại danh sơn. Sau này, ngay cả người trong giới thế tục cũng sẽ có một loại ảo giác. Đó là chỉ cần phóng mình vào vòng tay của năm đại danh sơn thì có thể coi thường giới chính trị. Bất kể là đối với Tiêu Chính Văn hay là đối với thiên tử thì đều chỉ kém một nước cờ. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không được trải qua thời đại võ tông thống nhất thiên hạ mấy trăm năm trước, cho nên mới phán đoán sai về năm đại danh sơn. Điều này cũng không có gì là lạ, chỉ đáng tiếc là, từ nay về sau, sức mạnh của giới chính trị Hoa Quốc e rằng sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần các cao thủ của năm đại danh sơn trở về thì giới chính trị sẽ trở thành vật trang trí. Mà chuyện ngày hôm nay cũng vừa hay tạo cho năm đại danh sơn một cái cớ để tính toán với giới chính trị. 2. Chẳng trách người xưa thường nói trẻ người non dạ, không làm tốt được việc gì. Tiêu Chính Văn đã đẩy thiên tử Hoa Quốc tới đỉnh điểm sóng gió rồi. Ông lão nói xong liền thở dài. Khi tin tức được các phương tiện truyền thông lớn truyền đi, năm đại danh sơn do Hoa Sơn đứng đầu lại càng thêm đắc ý. Hừ, vua Bắc Lương, cậu ta là cái thá gì chứ? Chúng ta không đến Long Kinh nhận tội đấy, không quan tâm đến lệnh của giới chính trị đấy, cậu ta dám làm gì chúng ta? Lấy danh vua Bắc Lương để ra oai trước mặt năm đại danh sơn chúng ta, cậu ta xứng sao? Một tên điên như Tiêu Chính Văn nếu ở 300 năm trước thì đã bị xóa sổ từ lâu rồi. Cậu ta phải cảm ơn người ngoài lãnh thổ đã phá rối Hoa Quốc, nếu không, cậu ta không thể sống đến ngày hôm nay. Hoa Sơn vừa lên tiếng, những danh sơn khác cũng bắt đầu chế nhạo Tiêu Chính Văn. Tuy rằng kế hoạch bắt tay trấn áp Tiêu Chính Văn trước đó của bọn họ đã thất bại, nhưng bây giờ, chẳng phải đã đến lúc sỉ nhục Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người rồi sao? Hơn nữa, sau khi bị đẩy lên đỉnh điểm của sóng gió, Tiêu Chính Văn có thể làm gì khác ngoại trừ nhẫn nhịn? Tiêu Chính Văn thật sự dám hủy diệt thế lực của năm đại danh sơn trong giới thế tục sao? Lúc này, tứ đại danh sơn ngoại trừ Thiên Sơn đã đồng thời khởi động hộ sơn đại trận, cho dù Tiêu Chính Văn đích thân đến thì bọn họ cũng không hề sợ hãi. Bây giờ lũ kiến giới thế tục các người cũng nên tỉnh táo lại rồi nhỉ? Với thực lực của chúng tôi, quả thực không giết nổi Tiêu Chính Văn. Nhưng cậu ta cũng không thể bước vào cửa năm đại danh sơn. Có hộ sơn đại trận của Hoa Sơn ở đây. Sung Tiêu Tử tôi xin thề, chỉ cần Tiêu Chính Văn có thể bước nửa bước vào Hoa Sơn, Sung Tử Tiêu tôi sẽ quỳ lạy Tiêu Chính Văn 10 lần trước mặt tất cả mọi người.
với sự chế giễu của hai ông lão Hằng Sơn và Hoa Sơn, làn sóng dư luận được đẩy lên cao trào. E rằng ông không có cơ hội quỳ lại đâu, ông chỉ có cơ hội biến thành người chết mà thôi, Tiêu Chính Văn bình tĩnh trả lời. Cái gì, nghe vậy, Sung Tiêu Tử cười lớn. Đừng nói là cảnh giới nhân vương cấp 1, cho dù Tiêu Chính Văn đạt đến đế cảnh thì đã sao? Hộ Sơn đại trận của Hoa Sơn vô cùng đáng sợ, đó là trận pháp mạnh mẽ, kết hợp giữa trận pháp không gian và trận pháp công kích. Trước đây, khi trận chiến giữa Hoa Sơn và Thiên Sơn nổ ra, các cao thủ hàng đầu của Thiên Sơn đã đánh tới Hoa Sơn, nhưng chỉ có thể chùn bước từ xa. Tên nhãi Tiêu Chính Văn, cậu thật không biết điều. Đừng nói là cậu, cho dù là nhân hoàng thì cũng đừng hòng bước qua của Hoa Sơn. Chắc cậu không biết cái gì gọi là Hộ Sơn đại trận nhỉ. Hoa Sơn chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu lên núi. Sung Tiêu Tử khinh thường nói. Lúc này, ngay cả đại trưởng lão Võ Tông cũng nhíu mày. Các đại danh Sơn đã có cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương làm chủ, theo ý mà nói, đã có thể thi triển Hộ Sơn đại trận. Mặc dù thực lực của bán bộ nhân vương kém hơn nhân vương rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn có thể thi triển 1/10 lực chiến của Hộ Sơn đại trận. Đây không phải là trò đùa. Ngay cả ông cụ quý cũng đều lộ ra sắc mặt khó coi. Muốn phá vỡ Hộ Sơn đại trận không hề dễ dàng. Có thể nói, một người phải có thực lực tuyệt đối mạnh hơn đối thủ gấp 10 lần, mới có thể phá vỡ Hộ Sơn đại trận. Nhưng điều có cũng chỉ là có thể mà thôi. Xét cho cùng, trong hàng nghìn năm qua, Hộ Sơn đại trận của năm đại danh Sơn giống như lạch trời cuối cùng của năm đại danh Sơn, luôn che chở cho năm đại danh Sơn. Cậu Tiêu, người của Hoa Sơn không hề khoe khoang, Hộ Sơn đại trận quả thực rất mạnh, hàng nghìn năm qua, chưa từng có người nào phá được Hộ Sơn đại trận, tiến vào năm đại danh Sơn cả. Chuyện này, thôi tôi thấy hay là bỏ đi, ông cụ quý nghiêm túc nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn không còn mang lại lợi ích gì cho nhà họ Quý nữa, nhưng ông cụ quý vẫn không muốn nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn mất thể diện. Trong lúc Tiêu Chính Văn đang suy nghĩ, Sung Tiêu Tử lại chế giễu, Tiêu Chính Văn, nếu cậu thật sự có bản lĩnh giống như lúc trước cậu khiêu khích kiếm tiên Thiên Sơn thì bây giờ hãy xông vào Hoa Sơn đi. Lời nói của cụ ta vô cùng thẳng thắn, không cần truyền thông gì cả, gần như cả Hoa Quốc đều có thể nghe ra được ý khiêu khích của cụ ta. Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười, một tay nắm lấy, quát lớn, kiếm Tần Vương. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một tia sáng vụt ra từ Thiên Tử Các. Trong nháy mắt, một thanh kiếm dài chói mắt bay lơ lửng bên cạnh Tiêu Chính Văn ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đạp lên không trung, vụt bay về phía Hoa Sơn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều choáng váng trước hành động của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đánh Hoa Sơn thật sao? Lẽ nào cậu ta thật sự muốn một mình phá vỡ Hộ Sơn đại trận của Hoa Sơn? Không ít người của Võ Tông hướng sự chú ý về phía Hoa Sơn. Lúc này, Sung Tiêu Tử đang đứng trên đỉnh Hoa Sơn vô cùng kinh ngạc khi Tiêu Chính Văn thật sự dám tấn công Hoa Sơn. Lúc này, Sung Tiêu Tử không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, sao Tiêu Chính Văn dám coi thường Hoa Sơn đến vậy? Tiêu Chính Văn, cậu thật sự muốn quyết đấu sống chết với Hoa Sơn sao? Sung Tiêu Tử lạnh lùng nhìn tia chớp phóng từ trên trời xuống, trong mắt hiện lên ngọn lửa hận. Mặc dù biết rõ Tiêu Chính Văn đã giết chết kiếm tiên Thiên Sơn ở cảnh giới nhân vương, thế nhưng Sung Tiêu Tử vẫn không hề cảm thấy run sợ. Dẫu sao Hộ Sơn đại trận của Hoa Sơn cũng quá lợi hại, dù bây giờ cụ ta chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực của Hộ Sơn đại trận, thế nhưng đối với ông ta thì ngăn cản Tiêu Chính Văn cũng đã quá dư sức. Nếu như Tiêu Chính Văn bất lực đối chọi, vậy thì ngược lại còn khiến cho Hoa Sơn càng thêm phỏng mũi. Từ sau khi Tiêu Chính Văn công khai trở về, ai có thể ngăn cản được bước chân anh đi? Hoa Sơn lại có thể khiến cho Tiêu Chính Văn gãy cánh quy phục, chỉ dựa vào thực lực này thôi cũng đã có tư cách tranh cao thấp với Thiên Sơn rồi. Không phải ông bảo tôi tới sao? Nếu đã như vậy, Hoa Sơn sẽ là nơi đầu tiên bị tính sổ nhé. Giọng nói của Tiêu Chính Văn giá lạnh dị thường, thậm chí còn vang vọng khắp cả nước. Thằng danh Tiêu Chính Văn, mạnh miệng quá nhỉ, tính sổ Hoa Sơn của tôi, cậu cũng xứng sao? Sung Tiêu Tử lúc này đã nổi điên. Nhìn thấy trận đại chiến giữa đôi bên sắp sửa châm ngòi, ngay cả Lý Chính Đạo cũng không bình thản được nữa. Hai vị, tuyệt đối không được kích động, chúng ta đều là võ tông của Hoa Quốc, bất luận Hoa Sơn bị hủy hoại hay là vua Bắc Lương bị sỉ nhục, đối với Hoa Quốc chúng ta mà nói cũng đều là họa chứ chẳng phải phúc.
Giọng nói của Lý Chính Đạo vang lên, Sung Tiêu Tử cũng không thể không cung kính nói, thưa Thế Tử, không phải Hoa Sơn chúng tôi cố ý gây sự mà là Tiêu Chính Văn bức ép người khác. Hoa Sơn chúng tôi sao có thể nuốt trôi nổi cục tức này đây? Đường đường là võ tông lại bị luật pháp của thế tục trói buộc thì chính là đang coi thường võ tông chúng ta. Hoa Sơn chúng tôi sao có thể bắt tay giảng hòa với một tên điên cuồng như vậy cơ chứ? Sung Tiêu Tử vừa dứt lời, bên phía Hằng Sơn cũng vang lên một giọng nói già nua, không sai. Nếu như Tiêu Chính Văn đã coi thường quy định của võ tông chúng ta, thì chiến đấu tới cùng với cậu ta đi, một mất một còn. Mặc dù hai đại danh Sơn khác vẫn chưa lên tiếng đối thoại trực diện với Tiêu Chính Văn, thế nhưng sự trầm mặc của bọn họ cũng đã tỏ rõ thái độ. Ngay cả bên phía Vi Hào cũng đổ dồn ánh mắt về phía Hoa Quốc. Xem ra bên phía Hoa Quốc sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Một ông lão đưa ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía Hoa Quốc. Mặc dù lần trước, kế hoạch tấn công Hoa Quốc của bọn họ đã thất bại. Thế nhưng chỉ cần nội bộ Hoa Quốc tiếp tục lục đục, thực lực nhất định sẽ ngày một suy yếu. Đặc biệt là thanh danh của Tiêu Chính Văn chịu tổn hại. Sau này giữa giới chính trị Hoa Quốc và Võ Tông chắc chắn sẽ là thế cục một mất một còn. Đối phó với một Hoa Quốc có nội bộ đang chia rẽ như vậy, đối với Vi Hào mà nói thì đơn giản hơn nhiều rồi. Cùng lúc này, trên bầu trời Hoa Sơn đột nhiên lóe lên một tia sáng màu vàng. Ngay sau đó, ngay cả màu của bầu trời cũng nhuộm nguyên một sắc vàng. Nhất thời, một luồng khí tức đến từ thời viễn cổ lập tức bao trùm hết toàn bộ lãnh thổ Hoa Sơn. Từ xa nhìn lại, Hoa Sơn lúc này sương mù răng kín, xuyên qua màn sương đã rất khó để nhìn thấy rõ diện mạo thật sự của Hoa Sơn. Đây là không gian bí trận, trong lòng Lý Chính Đạo không khỏi trầm xuống. Trong hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn, chỉ có hộ sơn đại trận của Hoa Sơn là kỳ dị nhất. Mấy trăm năm trước, không phải người của Thiên Sơn chưa từng tấn công hộ sơn đại trận của Hoa Sơn, thế nhưng sau khi mấy cao thủ của Thiên Sơn xông vào bên trong thì lập tức biến mất tăm luôn. Nháy mắt mấy trăm năm qua đều không có bất cứ tin tức gì. Đó là cao thủ tuyệt đỉnh vượt xa cả nhân vương, ngay cả bọn họ cũng chỉ tới thế, Tiêu Chính Văn có thể mạnh hơn bọn họ được bao nhiêu. Sung Tiêu Tử, chuyện gì cũng phải giữ lấy một đường lui, sau này cũng dễ bề nhìn mặt nhau. Tiêu Chính Văn cũng có công trạng không thể phai mờ ở Hoa Quốc, hy vọng ông đừng nhốt cậu ta ở bên trong trận pháp. Lý Chính Đạo vô cùng nghiêm túc nói. Sung Tiêu Tử lúc này đâu còn để tâm được nhiều như thế. Trong mắt cụ ta chỉ nhập tràn sát khí hung hãn. Cùng lúc này, Hằng Sơn và Huệ Mi cũng dồn sự chú ý về phía Hoa Sơn. Nói thật thì mấy người bọn họ cũng chưa từng được thấy hộ sơn đại trận của Hoa Sơn rốt cuộc khủng bố tới mức độ nào. Thế nhưng trong truyền thuyết, hộ sơn đại trận của Hoa Sơn là thứ thần bí nhất, cũng là thứ khó phá giải nhất. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người trên cả nước đều đang chăm chú quan sát màn hình TV, ngay cả Tần Vũ cũng phải nín thở. Tiêu Chính Văn một thân một mình đối diện với hộ sơn đại trận của Hoa Sơn, điều này tương tự với việc đối mặt trực diện với căn cơ vô tận của Hoa Sơn. So với trận chiến với kiếm tiên Thiên Sơn vào mấy ngày trước lại càng nguy hiểm hơn. Không ít người dân bình thường mãi tới lúc này mới như bừng tỉnh ngộ, năm đại danh sơn ngoại trừ việc có vô số cao thủ ra thì còn có cả hộ sơn đại trận không gì phá vỡ nổi bảo vệ. Chả trách bọn họ lại dám không coi Tiêu Chính Văn ra gì, chả trách bọn họ lại dám khinh thường sự tồn tại của giới chính trị như thế. Ở trước mặt hộ sơn đại trận, dù có phát động công kích vũ khí hạt nhân, người bị thương cũng chỉ là người bên ngoài năm đại danh sơn, còn bên trong hộ sơn đại trận căn bản sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì. Bọn họ đang cố ý khiêu khích Tiêu Chính Văn. Bắt anh chủ động đánh tới tận cửa, sau đó dùng hộ sơn đại trận ngăn cản Tiêu Chính Văn, ép cho anh mệt chết. Tần Vũ ngay lập tức hiểu ra năm đại danh sơn đang toan tính cái gì. Dù sao không phá được hộ sơn đại trận, Tiêu Chính Văn chỉ có thể không ngừng công kích. Thế nhưng dẫu sao thì thể lực của con người cũng chỉ có hạn. Dù bây giờ Tiêu Chính Văn đã có thực lực ở cảnh giới nhân vương, thế nhưng khí lực thì cũng sẽ tới lúc tiêu hao tới cạn kiệt. Nhân lúc Tiêu Chính Văn suy yếu, Sung Tiêu Tử đột nhiên tung đòn truy giết, Tiêu Chính Văn có thể nói là không còn đường sống nữa. Mặc dù hộ sơn đại trận dưới tình hình thông thường chỉ có tác dụng phòng ngự bị động, sẽ không chủ động tiến công, thế nhưng đối với Tiêu Chính Văn mà nói, thế này cũng đã đủ. Cậu ta trúng kế dụ địch của đối phương mất rồi. Ông cụ quý bất lực thở dài một hơi. Không được, không thể để cho Tiêu Chính Văn ra tay. Tần Vũ nghĩ tới đây thì vội vàng bấm số điện thoại của Tiêu Chính Văn.
Vào lúc Tiêu Chính Văn chuẩn bị ra tay, chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên, thấy là Tần Vũ gọi tới, anh cũng chỉ đành nhấc máy. Cậu Tiêu, Hộ Sơn Đại Trận không phải là thứ mà ở cấp bậc của cậu có thể tùy ý phá giải, bọn họ rõ ràng đang muốn đợi sau khi thể lực của cậu cạn kiệt, nhân lúc cậu suy yếu sẽ ra tay giết chết cậu luôn đấy. Theo tôi thấy, không cần phải phân cao thấp nhất thời với bọn họ làm gì, sau này tính sổ với bọn họ sau cũng chưa có muộn. Tần Vũ gấp tới độ lớn tiếng gào lên vào đầu dây bên kia. Yên tâm đi, chỉ là Hộ Sơn Đại Trận, không cản nổi tôi đâu. Tiêu Chính Văn nói xong thì thẳng thừng cúp máy. Nếu như là người bình thường thì thật sự không biết tới đạo lý huyền diệu của Hộ Sơn Đại Trận này, nhưng bên trong Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu đã có ghi chép về Hộ Sơn Đại Trận này từ lâu. Thứ gọi là Hộ Sơn Đại Trận, thậm chí còn cực kỳ tương đồng với kiếm trận mà Tiêu Chính Văn bố trí ở dinh thự khi trước. Chỉ là phức tạp hơn nhiều so với loại kiếm trận của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, muốn khởi động loại Hộ Sơn Đại Trận này thì cũng cần có thực lực nhất định. Với thực lực của Sung Tiêu Tử mà nói, có thể điều động 1/10 thực lực của Hộ Sơn Đại Trận đã là không tệ rồi. Nếu như phía đối diện có một cao thủ ở cảnh giới nhân vương, Tiêu Chính Văn thật sự phải cân nhắc cho cẩn thận. Thế nhưng đấu với Sung Tiêu Tử phía đối diện, Tiêu Chính Văn lại cực kỳ chắc ăn. Dẫu sao Hộ Sơn Đại Trận cũng là một vật chết, uy lực của nó chủ yếu dựa vào người sử dụng. Nếu như đối phương giống như Tiêu Chính Văn, lĩnh hội được cấp bậc chân khí, vậy thì Hộ Sơn Đại Trận này sẽ có lực phòng hộ của chân khí. Thế nhưng Sung Tiêu Tử lại vẫn chỉ dừng lại ở cấp bậc từ trường, điều đó đồng nghĩa với việc trên phương diện này, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn áp chế Sung Tử Tiêu Tận mấy bậc cảnh giới. Cộng thêm cách biệt quá lớn giữa cường giả ở cảnh giới nhân vương và bán bộ nhân vương thì càng không phải là thứ mà Sung Tiêu Tử chỉ cần dựa vào Hộ Sơn Đại Trận là có thể bù đắp. Ngoài ra, trong tay Tiêu Chính Văn còn có kiếm Tần Vương vũ khí cấp thần. Đây không phải là một thanh bảo kiếm bình thường, bên trong có ẩn chứa hoàng khí của Tần Vương. Đó là một bước ngoặt chuyển tiếp sánh ngang với số mệnh của đất trời, hợp với lẽ phải của trời đất. Vậy nên Tiêu Chính Văn sẽ không tùy tiện hành sự, mà sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới đến dưới chân Hoa Sơn. Hừ, Tiêu Chính Văn, sao nào, cậu sợ rồi à? Nếu như sợ rồi thì rất đơn giản. Quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu 3 cái, sau đó cút về Long Kinh ngay lập tức, tôi có thể không so đo với cậu nữa. Sung Tiêu Tử càng thêm hống hách nói. Theo cụ ta thấy, Tiêu Chính Văn căn bản không dám ra tay, dẫu sao trong thiên hạ này, có ai là không biết tới Hộ Sơn Đại Trận của năm đại danh Sơn. Hơn nữa, dù một mình Tiêu Chính Văn có thể phá vỡ Hộ Sơn Đại Trận thì cũng có làm sao. Cậu ta dám tàn sát hết hàng trăm nghìn đệ tử của Hoa Sơn sao? Tuy nhiên đúng vào lúc này, một tia sáng vô cùng chói mắt đột nhiên lóe qua, Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng nói, ai chết dưới tay ai hắn còn chưa biết, Sung Tiêu Tử, ông vui mừng sớm quá rồi đấy. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn cầm lấy kiếm Tần Vương bước ra, khí tức nhân vương trên người lập tức bùng phát. Đổi lại là người khác tuyệt đối không thể đi thẳng vào Hộ Sơn Đại Trận của Hoa Sơn với khí thế này, bởi vì họ hoàn toàn không thể thắng. Chỉ có Tiêu Chính Văn là khác. Không những đối mặt trực tiếp với Hộ Sơn Đại Trận của Hoa Sơn mà còn tấn công Hoa Sơn với khí thế của bậc quân vương. Không phải Tiêu Chính Văn hành động theo cảm tính, mà là trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục có ghi rõ ràng, cách đơn giản nhất để phá vỡ loại Hộ Sơn Đại Trận này, đó là sử dụng khí vận. Kiếm Tần Vương đã trải qua hàng ngàn năm, nhưng trên thanh bảo kiếm này lại có khí tức của quân vương. Khí tức của quân vương cũng là một loại khí vận, đó là loại khí thống trị thế giới. Loại khí tức này không màu không hình dạng, nhưng lại tượng trưng cho uy thế cuồn cuộn của trời. Sung Tiêu Tử thấy khí thế của Tiêu Chính Văn như cầu vồng, rõ ràng không phải là đang thăm dò nữa, mà thực sự muốn phá vỡ Hộ Sơn Đại Trận của Hoa Sơn. Hơn nữa, khí tức cấp 1 của cảnh giới nhân vương đã hoàn toàn được bộc lộ ra ngoài, chứng minh Tiêu Chính Văn đã không để lại đường lui nào nữa. Hừ, không biết sống chết, nếu cậu đã làm hại Võ Tông. Vậy Sung Tiêu Tử tôi hôm nay sẽ vì đồng môn Võ Lâm mà loại bỏ mối tai họa là cậu. Sung Tiêu Tử giận dữ hét lên, ngay sau đó cụ ta giang hai tay đập mạnh vào 2 cây cột đá cao tầm cỡ người bên cạnh. Trên 2 cây cột đá kia bỗng nhiên phóng ra 2 luồng sáng màu vàng, rồi lập tức chống đỡ một cảnh ánh sáng vàng mờ ảo được bao phủ trên khắp bầu trời của toàn bộ Hoa Sơn. Trận pháp không gian, khác với những trận pháp không gian bình thường khác,
loại hộ sơn đại trận này tương đương với việc ngăn cách Hoa Sơn với thế giới bên ngoài ở hai không gian khác nhau, dù đối mặt với đòn tấn công đáng sợ nào, cũng không thể tấn công được Hoa Sơn. Nói cách khác, nếu Tiêu Chính Văn ra sức càng mạnh, thì sự tiêu hao của bản thân sẽ càng nhiều, mà lại chẳng ảnh hưởng gì tới Hoa Sơn. Đây mới là điểm đáng sợ thực sự của trận pháp không gian. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn cảnh ánh sáng vàng mờ ảo xung quanh Hoa Sơn, anh lạnh lùng cười nói, cho dù là vậy, Hoa Sơn cũng phải trả lại công lý cho thế giới. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại lần nữa di chuyển, bức tường sáng màu vàng cũng cùng lúc xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chính Văn, nhưng khác với trước đây, bức tường sáng màu vàng dần dần thu nhỏ lại, mãi cho đến khi áp sát vào đường viền của Tiêu Chính Văn, rồi trở thành một cái bóng mờ ảo. Chỉ thấy ánh sáng vàng xung quanh cơ thể Tiêu Chính Văn tỏa ra tứ phía, anh đột nhiên như biến thành một người đàn ông nhỏ bé màu vàng. Đồng thời, khí tức của Tiêu Chính Văn cũng xảy ra sự biến hóa. Ở sau lưng anh, xuất hiện một bóng người vô cùng cao lớn, đầu đội vương miện cửu long chân châu, mặc áo choàng con trăn, cùng với khí tức vô cùng uy nghiêm tỏa ra khắp nơi. Đó chính là khí tức của vua, đồng thời cũng là khí vận của đế vương. Lúc này, Tiêu Chính Văn khoác ánh sáng vàng trên người, phía sau là vô số khí vận của đế vương, ngay sau đó anh dùng kiếm chém ra. Lạch cạch. Một trong những cảnh ánh sáng màu vàng bao trùm Hoa Sơn đột nhiên xảy ra một trận chấn động. Cùng với một tiếng nổ lớn như xé toạc trời đất vang lên, thậm chí toàn bộ vùng đất của Hoa Quốc cũng xảy ra một trận rung động nhẹ. Cái gì, Tiêu Chính Văn lại có thể phá hủy được trận pháp không gian? Không, đó không phải là phá trận, mà là ở cùng một không gian với Hoa Sơn rồi, nhưng hộ sơn đại trận của Hoa Sơn vẫn còn. Nhiều người cũng đang tập trung nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể phá hủy hộ sơn đại trận của Hoa Sơn, nhưng một kiếm chém ra và đánh vào hộ sơn đại trận của Hoa Sơn đã đủ để làm cho cả thế giới kinh hãi. Phải biết rằng khoảng mấy trăm năm trước đây, những bậc thầy hùng mạnh của Thiên Sơn cũng không thể chạm được trận pháp không gian của Hoa Sơn. Cũng giống như hai người đánh nhau vậy, cho dù bạn đánh như thế nào cũng như con trâu xuống biển, hoàn toàn không thể làm đối phương bị thương, ngay từ đầu đã thua rồi. Vì vậy, mấy trăm năm nay, mặc dù thế lực của Hoa Sơn không bằng Thiên Sơn, nhưng dựa vào hộ sơn đại trận cũng chỉ đứng sau sự tồn tại của Thiên Sơn. Tuy nhiên bây giờ, điều kỳ diệu của hộ sơn đại trận đã bị một thằng danh chưa đầy 30 tuổi nhìn thấu, đây là một nỗi nhục lớn đối với toàn bộ Hoa Sơn. Mà khoảnh khắc tiếp theo có lẽ vì cảm nhận được kiếm khí và sát khí, toàn bộ xung quanh của Hoa Sơn lập tức trở nên vàng rực, bầu trời đầy sắc màu rực rỡ. Cả ngọn núi đều được bao phủ trong ánh sáng vàng. Sắc mặt của Sung Tiêu Tử lúc này đã trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn ở phía xa. Dù sao cụ ta cũng chỉ ở cảnh giới bán bộ nhân vương, nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt được vòng phòng ngự bị động của hộ sơn đại trận, hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh tối đa của hộ sơn đại trận, và bắt Tiêu Chính Văn phải chết dưới chân Hoa Sơn. Xem ra ông vẫn rất tự tin nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn xem hộ sơn đại trận của Hoa Sơn của ông mạnh, hay khí vận đế vương của Thủy Hoàng mạnh. Ngay khi Tiêu Chính Văn thốt ra những lời này, ngay cả Sung Tiêu Tử cũng ớn lạnh. Hóa ra vừa rồi Tiêu Chính Văn vốn không dùng sức lực của mình để giáng một đòn nặng nề vào hộ sơn đại trận của Hoa Sơn, mà sử dụng khí vận đế vương của Thủy Hoàng. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu tưởng rằng người thường có thể tùy ý kích hoạt khí vận đế vương sao? Nó cũng sẽ làm tiêu hao thể lực của chính cậu thôi. Cho dù cậu tiêu hao hết tinh lực của mình, thì có thể sử dụng được mấy lần. Sung Tiêu Tử hét lên với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Với trình độ của cụ ta vốn không hiểu được khí vận đế vương là gì, càng không biết tại sao Tiêu Chính Văn có thể sử dụng khí vận đế vương. Nhưng cú đánh vừa rồi của Tiêu Chính Văn thật sự vô cùng ghê gớm. Nếu không phải do hộ sơn đại trận của Hoa Sơn rất đặc biệt, e rằng cú đánh lúc nãy đã sớm khiến cho hộ sơn đại trận biến mất mãi mãi. Cụ ta lại không thể sử dụng hộ sơn đại trận để tấn công Tiêu Chính Văn, cách duy nhất là làm tan biến sự tự tin của đối thủ về mặt tâm lý. Để cho Tiêu Chính Văn biết khó mà rút lui, nếu không hôm nay Hoa Sơn nhất định sẽ không giữ được. Vậy sao? Vậy ông hãy nhìn cho kỹ đi. Giọng nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã vung kiếm Tần Vương lên, liên tiếp chém nhiều nhát. Ầm ầm ầm, ngay sau đó lập tức vang lên một loạt tiếng động lớn. Sau những đòn tấn công dồn dập như mưa của Tiêu Chính Văn, hộ sơn đại trận của Hoa Sơn vẫn không hề lay động,
có điều, khí thế kinh thiên động địa này vẫn khiến cho tất cả mọi người trong nước chết lặng tại chỗ. Sở Hồng Thiên nhìn cảnh tượng này từ xa, thì thầm nói nhỏ với Hỏa Long chân quân của Huệ Mi, Hỏa Long chân quân, Niệm Tình Hoa Sơn của tôi và Huệ Mi của ông đã thân nhau mấy đời, nếu ông không muốn Huệ Mi có kết cục như Hoa Sơn, tôi khuyên ông, Sở Hồng Thiên, uổng cho ông là đệ tử của Thiên Sơn. Đừng nói là ông bị sỉ nhục ở trước mặt mọi người, còn không dám hé nửa lời, làm mất hết thể diện của Thiên Sơn, chỉ riêng cái chết của kiếm tiên Thiên Sơn dưới tay của Tiêu Chính Văn, thì Thiên Sơn các ông đã có mối thù chồng chất với Tiêu Chính Văn rồi. Còn ông thì sao, không nghĩ cách trả thù cho sư môn thì đã đành, còn chủ động đầu hàng trước Tiêu Chính Văn. Ông làm mất hết thể diện của năm đại danh Sơn rồi. Hỏa Long chân quân còn chưa kịp nói gì, người đàn ông trung niên ở bên cạnh đã lớn tiếng mắng. Nếu bàn về thâm niên, Hỏa Long chân quân và Sở Hồng Thiên là cùng một thế hệ, vì vậy, ít nhất ông ta cũng phải gọi Sở Hồng Thiên là tiền bối. Nhưng lúc này, ông ta lại hoàn toàn không xem Sở Hồng Thiên ra gì. Lâm Vũ Tích, nếu bị quở trách bởi Hỏa Long chân quân, thì Sở Hồng Thiên còn nhịn được. Nhưng ông ta chưa bao giờ ngờ rằng, một tiểu bối lại dám bất kính với mình như vậy. Cậu chẳng qua là một chấp sự nhỏ bé của Huệ Mi, lại dám vô lễ với tôi sao? Cậu đang muốn tuyên chiến với Thiên Sơn của tôi à? Sở Hồng Thiên lập tức nổi giận, giọng như sấm rền, chấn động cả núi Huệ Mi. Hừ, tuyên chiến, ông có thể đại diện cho Thiên Sơn sao? Cho dù là thế hệ sau như là Cửu Thiên cũng mạnh hơn ông nhiều, trong Thiên Sơn còn có ai công nhận hạng người như ông? Chỉ dựa vào thực lực của Tiêu Chính Văn, có thể đánh vào Hoa Sơn sao? Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, Tiêu Chính Văn sẽ có lúc cạn kiệt sức lực. Đến lúc ấy, ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết đâu. Lâm Vũ Tích cười khẩy nói. Hỏa Long chân quân bên cạnh thậm chí còn không nhấc mi mắt lên, rõ ràng cũng rất đồng tình với lời nói của đệ tử của mình. Tốt, rất tốt, tôi chỉ niệm tình bản thân mấy trăm năm của Thiên Sơn và Huệ Mi mới có lòng tốt nhắc nhở ông, nếu ông đã không cảm kích, còn dung túng đệ tử vô lễ với tôi, vậy thì sau này đừng trách tôi không nể tình với ông. Nói xong, Sở Hồng Thiên hít sâu một hơi, bước thẳng lên không trung của Hoa Sơn. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã dừng công kích và thu lại kiếm Tần Vương. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng dừng lại, Sung Tiêu Tử thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó chế nhạo. Tiêu Chính Văn, không phải cậu nói không để Hoa Sơn trốn thoát khỏi vòng pháp luật à? Sao không đánh nữa vậy? Lúc này, Tiêu Chính Văn khẽ nhắm hai mắt lại, căn bản không buồn bận tâm tới Sung Tiêu Tử. Không phải Tiêu Chính Văn tự biết thể lực mình không chống đỡ nổi nên từ bỏ tiến công. Ban nãy anh dùng cách tiến công tập trung như vậy chính là để thăm dò nhược điểm hộ sơn đại trận của Hoa Sơn. Không sai, hộ sơn đại trận có mạnh tới đâu thì cũng sẽ có nhược điểm của nó. Chỉ cần tìm được nhược điểm, lại lần nữa toàn lực công kích, cả hộ sơn đại trận sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Rất rõ ràng, Tiêu Chính Văn đã tìm thấy được nhược điểm của hộ sơn đại trận. Lúc này, chỉ thấy vô số luồng khí trắng hình thành nên một vòng xoáy rất lớn lao về phía Tiêu Chính Văn. Một luồng sức mạnh dữ dội trên đỡ trời, dưới chống đất lan tỏa ra bốn phía. Ngay cả cây cổ thụ cao vút bên dưới cũng vì luồng sức mạnh này mà cắm sâu vào trong lòng đất gần 3 mét. Mặt đất dưới chân Hoa Sơn lập tức lún xuống gần 1 mét. Một màn ánh sáng màu vàng cực lớn lập tức xuất hiện, hóa thành một con rồng lớn chỉ trong nháy mắt. Gừ, cùng với một tiếng kêu của rồng, Tiêu Chính Văn mở to hai mắt, sau đó vung kiếm chém thẳng về phía hộ sơn đại trận của Hoa Sơn. Ngay tức thì, lại một tiếng rồng ngâm vang vọng cả vạn dặm núi sông. Một con rồng lớn màu vàng bay thẳng lên bầu trời. Gần như tất cả người dân Hoa Quốc đều nhìn thấy rồng thần màu vàng đang uốn lượn giữa muôn tầng mây trên bầu trời kia. Mẹ, đó là rồng. Thật sự là rồng. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Trên thế giới này lẽ nào thật sự có rồng sao? Lúc mọi người đang không ngừng dụi mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt thì một màn ánh sáng màu trắng lại dâng lên từ dưới chân của Tiêu Chính Văn. Gừ, lại một tiếng rồng ngâm nữa vang khắp vạn dặm. Một con rồng lớn màu trắng lại bay lên vòng mây. Chỉ là khác với con rồng màu vàng kia, con rồng lớn màu trắng này không hề uy nghiêm nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sát khí cực kỳ nồng đậm. Hai con rồng lớn lượn vòng khắp không trung, ngay cả Sung Tiêu Tử cũng sợ ngu người. Rồng, thứ này đương nhiên đã từng tồn tại, thế nhưng cũng đã tuyệt chủng từ hàng vạn năm trước rồi mà. Sao Tiêu Chính Văn có thể kế thừa ý chí của rồng?
thậm chí còn biến hóa ra được cả rồng lớn. Không để cho Sung Tiêu Tử hoàn hồn trở lại, tiếng rồng ngâm thứ ba đã lập tức truyền tới. Chỉ thấy một con rồng lớn màu đỏ như lửa lượn vòng sau lưng Tiêu Chính Văn, đôi mắt rồng hết sức uy nghiêm đó nhìn về phía Sung Tiêu Tử giống như đang nhìn một người chết. Sung Tiêu Tử nuốt nước bọt, thế nhưng rất nhanh, cụ ta lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Bản thân cụ ta có hộ sơn đại trận bảo vệ cho, chỉ cần Tiêu Chính Văn không phá giải được hộ sơn đại trận, dù thật sự có rồng hiện thân thì cũng có làm sao. Nghĩ tới đây, Sung Tiêu Tử nhếch mép cười nói, hừ, biến hóa rồng thần ư. Không tệ, ma thuật này diễn cũng được lắm, có điều chỉ cần cậu không phá được hộ sơn đại trận của tôi thì rồng thật có tới cũng sẽ biến thành rồng chết ngay thôi. Chỉ là điều khiến cho tôi không thể ngờ được là thằng danh nhà cậu lại kế thừa được ý chí của Long tộc. Hẳn là trên người cậu đang cất giấu ba trái tim rồng phải không? Sung Tiêu Tử vừa nói vừa ngước nhìn lên trên bầu trời. Xích Long, Kim Long, Bạch Long. Chả trách, rồng vàng Kim Long thiên về trận pháp, rồng trắng Bạch Long thiên về sinh tử. Sau khi có được hai trái tim rồng này, trình độ về trận pháp của Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể so bì nổi. Mà trái tim rồng Bạch Long lại thiên về sinh tử, nói cách khác, càng tới thời khắc sinh tử, tiềm năng mà Tiêu Chính Văn bộc phát ra lại càng đáng sợ hơn. Chả trách anh có thể nhảy vọt từ cảnh giới thiên thần lên cảnh giới nhân vương. Khi Sung Tiêu Tử đang hết sức kinh ngạc, trong mắt đồng thời cũng lộ ra vẻ tham lam. Mạo hiểm và thu lợi luôn tỷ lệ thuận với nhau. Chỉ cần Tiêu Chính Văn chưa thể phá giải được trận pháp, vậy thì Sung Tiêu Tử có thể giết chết anh vào lúc mà anh suy yếu nhất. Chỉ cần giết chết Tiêu Chính Văn thì ba trái tim rồng cũng sẽ thuộc về cụ ta. Vút, Tiêu Chính Văn vung tay giơ cao kiếm Tần Vương lên. Ngay lập tức, khí tức của rồng và khí tức của đế vương cùng được dung hợp tại một chỗ. Giữa trời và đất xuất hiện một bóng đen hết sức cao lớn, mà trên người Tiêu Chính Văn lại có một con rồng lớn ngũ sắc vô cùng sặc sỡ đang uốn lượn xung quanh. Sức sống trong không gian xung quanh dường như đều bị rút cạn cùng một lúc. Tất cả hoa cỏ cây cối đều trở nên khô héo úa tàn chỉ trong nháy mắt. Mà bóng dáng màu đen đó lại ngày càng rõ nét hơn. Thủy Hoàng, ngay cả ông cụ quý ở Long Kinh xa xôi cũng đổ mồ hôi lạnh. Thiên tử nhìn về phía Hoa Sơn, nhíu mày rất chặt như đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Mấy người đại trưởng lão cũng căng thẳng mở to hai mắt nhìn cảnh tượng này, âm thầm tiếp sức cho Tiêu Chính Văn. Kiếm tới, chỉ thấy bóng đen đó đột nhiên mở năm ngón tay ra, một luồng khí tức màu trắng bạc nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm chân khí trong suốt giữa không trung. Lúc bóng đen đó nắm chặt lấy thanh kiếm chân khí vào trong lòng bàn tay, một luồng sức mạnh cực đại có thể hủy diệt cả đất trời lập tức bao trùm khắp cả Hoa Sơn. Càng đáng sợ hơn là khí tức của Tiêu Chính Văn ngất trời, cao ngạo đứng giữa hư không. Bên cạnh anh là ba con rồng lớn. Mà dưới chân anh là một hình thái cực âm dương rất lớn đang chuyển động cực nhanh. Ngay cả bầu trời cũng như thể bị xé toang, trời đất đang phát ra những tiếng gào thét không thôi. Tất cả mọi người của năm đại danh sơn đều đang phát run. Loại khí thế này quá đáng sợ. Lẽ nào cậu ta vẫn chưa sử dụng hết toàn lực trong trận chiến với kiếm tiên Thiên Sơn? Lý Chính Đạo không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc, nhìn về phía Hoa Sơn với vẻ không thể tin nổi. Không ổn rồi, lúc này. Ngay cả Sung Tiêu Tử cũng sợ tới độ mồ hôi lạnh đầm đìa như mưa. Cụ ta đã quá quen thuộc với bóng hình đó. Thủy Hoàng Đế đấy, trên người hội tụ toàn bộ khí vận đế vương mấy nghìn năm của Hoa Quốc. Hơn nữa, mặc dù cảnh giới của Sung Tiêu Tử không cao, nhưng cũng là người của Hoa Sơn, cụ ta hiểu rõ nhược điểm hộ sơn đại trận của Hoa Sơn hơn bất cứ ai. Nếu như Tiêu Chính Văn cầm kiếm chém tới, cụ ta có thể không sợ. Thế nhưng nhát kiếm của Thủy Hoàng, cụ ta tuyệt đối không thể ngăn cản được. Chém, Tiêu Chính Văn đột nhiên hô lên một tiếng, chỉ thấy bóng người màu đen kia cầm thanh kiếm lớn trong tay chém thẳng về phía hộ sơn đại trận của Hoa Sơn. Không, Tiêu Chính Văn, cậu không thể. Vào lúc bóng đen kia vung kiếm chém xuống, Sung Tiêu Tử sợ tới độ mặt mày trắng bệch, lớn tiếng gào lên thảm thiết. Rắc, chỉ thấy một tia sáng màu bạc lóe tới, bên trên hộ sơn đại trận của Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện một khe nứt rất lớn. Một giây sau, Tiêu Chính Văn sát khí ngút trời, sải bước men theo khe nứt đó xông thẳng vào Hoa Sơn. Lúc này, không chỉ có những người bình thường trở nên xôn xao. Ngay cả người của năm đại danh Sơn cũng kinh ngạc muôn phần. Vậy mà trận pháp không gian của Hoa Sơn lại bị phá.
Đó là trận pháp mà vô số lão quái vật của Thiên Sơn đều phải khoanh tay bất lực. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn đạp trên hư không, xông thẳng vào Hoa Sơn và chém giết. Trên con đường men theo sườn núi, nơi nào anh đi qua, tất cả đệ tử của Hoa Sơn đều hóa thành bụi máu chỉ trong nháy mắt. Máu tươi men theo bậc đá không ngừng chảy xuống chân núi. Nhìn thấy Hoa Sơn bị một mình Tiêu Chính Văn tắm máu, cả võ tông chấn động không thôi. Tiêu Chính Văn thật sự dám tàn sát năm đại danh sơn. Tiêu Chính Văn, cậu dám hủy hoại nền móng Hoa Sơn của tôi. Sung Tiêu Tử đã nổi điên. Tiêu Chính Văn đang muốn nhổ tận gốc cả Hoa Sơn đây mà. Dù vào thời Tiên Tần thì cũng không ai dám bất kính với năm đại danh sơn như vậy. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn căn bản không phí lời với cụ ta, anh đi qua bất cứ nơi nào, tất cả đệ tử Hoa Sơn tại nơi đó đều nổ tan tác thành bụi máu như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như cả nước đều vỗ tay khen ngợi, thậm chí có người còn đốt cả pháo. Đám đệ tử Hoa Sơn này, có ai mà hai tay không nhuốm đầy máu của những người dân bình thường? Tiêu Chính Văn đang giúp dân xả hận, nhổ tận gốc thì sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói, ngay sau đó lại có thêm mấy chục tia máu bắn về phía trước mặt Sung Tiêu Tử. Tiêu Chính Văn, cậu dừng tay lại cho tôi. Sung Tiêu Tử gầm lên. Dừng tay. Đâu có chuyện dễ dàng như thế. Chói, Tiêu Chính Văn chỉ một tay ra, một tia sáng màu vàng bay ra, Sung Tiêu Tử bị trói chặt vào trong tia sáng màu vàng đó. Tiêu Chính Văn, cậu to gan thật đấy. Hỏa Long chân quân của Huệ Mi cũng không ngồi yên được nữa. Nếu như Hoa Sơn bị tiêu diệt, vậy thì năm đại danh sơn bọn họ còn mặt mũi gì nữa? Không cần vội, sớm muộn gì cũng tới lượt mấy người thôi. Hôm nay, Tiêu Chính Văn tôi phải tính rõ nợ nần với mấy người. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lời. Tiêu Chính Văn, cậu dám tiêu diệt Hoa Sơn của tôi, sau này cả võ tông sẽ coi cậu như cái gai trong mắt, nhất định sẽ nhanh chóng diệt trừ cậu. Sung Tiêu Tử bị trói trong màn ánh sáng màu vàng đó, căn bản chẳng thể cử động. Chỉ đành liều mạng gầm lên, có tiêu diệt Hoa Sơn của ông hay không, sau này cũng chỉ có một kết quả. Vậy thì việc gì phải tha cho đám tội nhân hai tay đã nhuốm đầy máu dân như lũ mấy người? Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy, sau đó vung tay lên, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp cả đất trời. Mạng sống của vô số người bị tước đoạt chỉ trong nháy mắt, bọn họ lập tức biến thành những bộ xương khô. Tiêu Chính Văn, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng thế giới bên ngoài, thế nhưng cảm giác tử khí nặng nề đó lại khiến cho Sung Tiêu Tử lập tức hiểu ra bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.